chương 3500, đúc lại kinh mạch, ai, đổi lại trước kia Lăng Hàn đã khiến hạ diệu âm quỳ xuống lại từ lâu. Lăng Hàn lắc đầu nói với Hoán Tuyết, đi thôi, vẻ mặt Hoán Tuyết kiêu ngạo, đây là chủ nhân của nàng, vì nàng mà chống lại đại tiểu thư như hạ diệu âm, hắn là vị thần của nàng. Hoán Tuyết ngoan ngoãn đi sau lưng Lăng Hàn, hết sức cẩn trọng. Lăng Hàn cất bước lướt qua ba người nhuế nguyên lược, hắn tạm dừng, nói. Đa tạ, cảm ơn cái gì, những người khác không hiểu nhưng ba người nhuế nguyên lượng biết Lăng Hàn cảm ơn bọn họ tặng cho hắn một viên dẫn mạch đan. Bọn họ tức muốn hộp máu, chuyện trộm đan dược chắc chắn sẽ bị lộ, hạ diệu âm sẽ bắt bọn họ bồi thường. Vốn chỉ cần giá họa cho Lăng Hàn, hoán tuyết thì không ai tìm hiểu thêm về bọn họ. Giờ thì sao, ba người phải ngậm bồ hòn, nếu đồn ra ngoài thì tội danh hãm hại sư đệ cùng tông môn đủ để đuổi ra sư môn, trưởng bối cũng không cứu bọn họ được nếu chỉ trộm đan thì họ có thể nói là giỡn với hạ diệu âm không khó giải quyết ba người rất ức chết bày ra cảm bẫy kín cái vậy mà lăng hàn dễ dàng nhảy qua thuận tiện đạp nát mặt họ lăng hàn này khi lăng hàn đi ngang qua nhiếp dương thì tạm dừng nhiếp dương cười với hắn còn đá lông nheo hiển nhiên người này nhận ra lăng hàn vì hắn bán đồ không đổi giọng như lăng hàn lúc trước phỏng đoán tính cách của nhiếp dương rất là khoe mẽ trước bao cặp mắt nhìn chăm chú Lăng Hàn và Hoán Tuyết đi ra đại sảnh, viện tử, về nhà mình. Sau khi về nhà Hoán Tuyết vội đưa viên dẫn mạch đan cho Lăng Hàn. Thiếu ra, hôm nay Hoán Tuyết suýt liên lụy đến người. Lăng Hàn cười nói, đây là người ta, tặng, cho nàng thì nàng giữ đi. Lăng Hàn nhớ lại nét mặt của ba người nhuế nguyên lược, khóe môi cong lên âm trầm. Dám dơ vuốt với hắn, nhưng kẻ thúc đẩy tất cả chắc là Lý Trường Đan. Chỉ vì một thân phận đạo tử mà Lý Trường Đan nhiều lần âm mưu muốn trừ khử hắn, Lăng Hàn dám chắc người sai khiến Trịnh Đồng Phong dẫn hắn đi sòng bạc, muốn dụ hắn xa đọa cũng là Lý Trường Đan. Nhưng Lý Trường Đan được gọi là thiên tài, hiện giờ đã là tu vi đỉnh cửu mạch, phỏng chừng sức chiến đấu mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nếu hai người ác chiến chắc chắn Lăng Hàn sẽ thua, cảnh giới càng cao thực lực cách biệt càng lớn, đặc biệt thập mạch là một tầng ngăn cách. Tại sao chỉ có đả thông thập mạch mới trở thành trưởng lão tông môn? Bởi vì tu thành thập mạch thì thực lực của võ giả sẽ biến đổi lớn. Trong người tu ra lực lượng có thể đánh cách không khí, thậm nhị mạch thậm chí tổn thương người khi cách trăm bước, đối thủ không có tư cách đến gần người. Lăng Hàn thì thào, thực lực ơi là thực lực, nếu bị Lý Trường Đan vào thập mạch trước thì ta sẽ hoàn toàn bị yếu thế, nên phải nhanh chóng đuổi kịp tu vi của hắn. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hàn như thường lệ tu luyện khi mặt trời mới mọc, tiểu thị nữ cũng tham gia vào. Lăng Hàn ngồi một bên tu luyện, Hoán Tuyết thì đánh quyền, hình ảnh hơi kỳ nam nhân thân cao chân dài mà ngồi tĩnh tọa một bên mỹ nữ hiểu điệu thì quyền đấm cước đá rất là bạo lực cánh mũi lăng hàn nở ra có năng lượng mắt thường không nhìn thấy bị hút vào chuyển động trong cơ thể thứ này không chỉ giới hạn trong kinh mạch thân thể cũng sẽ hấp thu bớt một phần đại khái nhờ năng lượng như thế rèn luyện nên thân thể của lăng hàn mới dần mạnh mẽ hơn hầu ca nói bộ công pháp này có lợi ích lớn quả nhiên càng tu luyện thì càng có thể ngộ mới hơn nửa tiếng không được bao lâu Lăng Hàn lại dùng tụ linh trận. Nhưng hắn phát hiện cùng với tu vi tăng lên, tụ linh trận mang đến hiệu quả càng lúc càng kém, kém xa nửa tiếng mặt trời mới mọc, bỏ thì thương vương thì tội. Lăng Hàn phỏng đoán là vì đẳng cấp của tụ linh trận quá thấp, phó đạo trong thế giới này mới chỉ khởi đầu, mọi thứ đến từ cổ tích chôn sâu dưới lòng đất, trận pháp cũng rất lạc hậu, thô sơ nhất. Không đúng, có một phần là vì công pháp ta tu luyện. Lăng Hàn có thần thức nhạy bén, hắn phát hiện công pháp mình đang tu luyện như cối say nghiền lực lượng trong người, chiết xuất lọc cặn để lại tinh hoa, nâng cao chất. Nhưng điều này khiến tốc độ tu luyện của hắn trở nên chậm chạp. Tu luyện lúc mặt trời mới mọc còn đỡ, năng nguyên trong thiên địa vốn rất thuần túy, tuy sẽ bi lẫn chút tạp chất nhưng không nhiều, tối đa rất một nửa. Tụ linh trận sinh ra năng lượng thì khác, nhiều tạp chất, 100 phần khó giữ lại một, nên hiệu quả của tụ linh trận giảm thấp. Ta sửa sang tu tứ phương quyền thù không xuất hiện tình huống như vậy, có thể khiến tu vi tăng nhanh như cũ. Nhưng tu vi cao kiểu này có ý nghĩa gì? Chỉ là thùng rỗng, nhìn được không thể dùng. Khi trúc cơ tuyệt đối không thể đi đường tắt, Lăng Hàn quyết định đúc lại kinh mạch lúc trước tu luyện, chiết xuất lực lượng, không thì về sau sẽ ảnh hưởng hắn tiến bộ. May mắn gặp Hầu ca, nếu ta dùng tứ phương quyền tu hết thông mạch ảnh thì sau này muốn đúc lại cơ sở không biết phải trả giá lớn cỡ nào. Lăng Hàn tu lại vài kinh mạch, vì không cần hấp thu lực lượng bên ngoài nên không hạn chế thời gian tu luyện lăng hàn mất ba ngày hoàn toàn chiết xuất lực lượng trong người tuy làm cảnh giới của hắn xuống thấp nhiều nhưng lực lượng không lùi rõ rệt uy lực công kích tăng cao giống như thanh kiếm nếu như trong đó tràn ngập tạp chất thì dùng sức mạnh lớn nhất chém ra đụng phải đá kiếm sẽ nát nếu là kiếm đúc bằng tinh thiết dù lực lượng hơi yếu cũng có thể chém chảy cục đá lăng hàn không thể tiếp tục bế quan vì nhiếp dương đến nhiếp dương chặn đầu trước ngươi giấu kỹ quá làm ta thật khổ lăng hàn cười nói là tự ngươi ngốc ta có cách nào đâu. Nhiếp dương cốc đầu, hàn lâm đọc ngược lại là lăng hàn, người ta sớm báo tên thật, trách gã không liên tưởng hai cái tên với nhau. Nhiếp dương chơi xấu, ta mặc kệ, người phải đền cho ta. Lăng hàn cười ném một bình đan, tặng ngươi, đây là lăng hàn đã quyết định từ lâu. Nhiếp dương vươn tay bắt lấy, cười giỡn, đừng nói với ta đây là dẫn mạch đan. Lăng hàn đáp, đúng rồi, là dẫn mạch đan. Nhiếp dương kinh kêu, a, à, đừng nói là ngươi tặng cho ta. Lăng hàn lười trả lời, ngay từ đầu hắn đã bảo là tặng. Nhiếp dương cười lớn lại gần muốn khoác vai Lăng Hàn. Mỡ ơi, ta biết ngay quen bằng hữu này không sai mà, thật tốt. Lăng Hàn lùi một bước né. Nhiếp dương cười trêu, he he, nam nhân với nhau còn xấu hổ gì. Cái tính khoe mẽ đi đâu cũng không đổi khác. Trường 3501, ép cung. Lăng Hàn nhìn nhìn nhiếp dương, quăng cục lơ. Nhiếp dương đổi đề tài. Ha ha, người chưa biết gì phải không? Ba người nhúy nguyên lượng rất thảm, sau đó điều tra ra là bọn họ trộm viên dẫn mạch đan bị trưởng bối mắng túi đầu thảm nhất là nhuế nguyên lượng hắn dụ dỗ tiểu cô nương thích ra mới trèo cao lên thích ra vốn không được thích trưởng lão vừa bụng giờ còn làm chuyện đáng xấu hổ thích trưởng lão treo hắn ngay trước cửa quất nguyên buổi chiều nhiếp dương cười kể ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình của lăng hàn hờ hững không quá vui vẻ nếu không phải hắn tình cờ luyện ra dẫn mạch đan thì hiện tại người bi kẹt trong mớ bỏng bong là hắn nhiếp dương chậm rãi nói dường như rất mong chờ nếu không phải tiểu cô nương thích ra cầu tình thì đến bây giờ nhuế nguyên lượng còn bị treo đánh lang hàn hỏi ngươi không hợp với nhóm người này nhiếp dương khinh thường nói dĩ nhiên rồi mấy tên kia chỉ dựa vào trưởng bối trong nhà hưởng nhiều dẫn mạch quả mới được tu vi như hiện giờ bản thân chẳng ra gì còn suốt ngày vểnh đuôi hống hách coi thường người khác phi tiểu gia mới là người khinh thường bọn họ lang hàn mỉm cười nhiếp dương đúng là hơi khác biệt nhiếp dương nhắc nhở nhưng đám nhuế nguyên lượng chắc ghi hận ngươi nên hãy chú ý chút dù tu vi của họ là được bồi dưỡng ra nhưng dù gì là thất mạch bát mạch thực lực không tệ lăng hàn gật đầu đúng là bây giờ hắn không đánh lại thất mạch nhưng cùng lắm một hai tháng sau hắn sẽ đuổi kịp nhiếp dương vỗ vai lăng hàn nghĩa khí nói nếu gặp rắc rối hãy đến tìm ca ca sẽ giải quyết giúp ngươi lăng hàn thầm nghĩ xem ra hắn có năng lực thân thiết không tệ nhưng bị giới hạn người thích hắn sẽ càng lúc càng thích hắn người ghét hắn thì càng ghét cay ghét đắng cũng tốt không có ai để đạp lên thì đường tu luyện chán chết cổ đạo tông phòng họp đầu mỗi tháng tôn kiếm phương sẽ triệu tập toàn bộ trưởng lão trong tông họp bàn công việc bình thường không có việc gì gặp mặt rồi cả đám giải tán nhưng lần này thì khác một trưởng lão đột nhiên nói tông chủ hiện tại thế giới bên ngoài gió nổi mây phun tông mình nên xác định tuyển chọn đạo tử tập trung tài nguyên vào một người để còn cạnh tranh với thế lực nhà khác trưởng lão này là tổ phụ của lao lực ngôn lao phong nghe nói tu vi thập nhất mạch nhưng cảnh giới cụ thể là gì thì không ai biết tôn kiếm phương nhướng mày lao phong có ý gì đàm kính phụ hỏa ta cũng cho rằng nhanh chóng quyết định đạo tử đi hạ quan gật đầu nói lão phu cũng nghĩ vậy trong bảy trưởng lão có ba người biểu đạt ý kiến giống nhau tôn kiếm phương không tỏ thái độ nhìn bốn người khác các ngươi thì sao thích ngũ gật đầu nói bồn tọa đồng ý còn lại nhiếp hóa vân cổ thang Tà Hưng Bang thì nhìn nơi khác, không hứng thú gì. Tôn Kiếm Phương nhướng chân mày trắng hỏi: "Các vị trưởng lão có nhân tuyển thích hợp không?" Hạ Quan nói ngay: "Còn phải nói, chắc chắn là Lý Trường Đan rồi. Tiểu tử đó từ lúc bắt đầu tu luyện luôn biểu hiện thiên phú hơn người, còn có lòng dạ hơn người, đệ tử trong tông đều tín phục. Để Lý Trường Đan làm đạo tử chắc chắn không ai có ý kiến." Thích Ngũ, Lao Phong, Đàm Kính gật đầu. "Đúng, Nhiếp Hóa Vân muốn nói lại thôi, bình tĩnh ngồi nhìn nhiếp hóa vân muốn đề cử nhiếp dương tôn tử của mình nhưng rõ ràng bốn người thích ngũ bắt tay nhau một mình nhiếp hóa vân làm sao đối kháng nên cứ để tôn kiếm phương đánh trận đầu đi chuyện này hơi khó tính tả hưng bang cổ thang tôn kiếm phương không có hậu nhân lập ai làm đạo tử không xung đột ích lợi đến họ nên rất có thể tôn kiếm phương sẽ chọn vì đoàn kết trong tông tôn kiếm phương trầm ngâm nói chẳng lẽ các ngươi quên thần thạch vỡ ra dựng dục thần tử thích ngũ khinh thường nói không phải cùng tộc thì không chung lòng, ai biết hắn là yêu ma quỷ quái gì. Theo bổn tỏa thấy bẻ cổ hắn cho rồi, tránh cho sinh ra tai họa ngầm. Lão già này ác thật, tôn kiếm phương xua tay, lão đặt hết hy vọng vào lăng hàn, sao có thể nghe lời thích ngũ giết người. Tôn kiếm phương nói, trong vòng tay của đại năng cổ đại có nói rõ thần thạch sẽ dựng dục ra thiên địa tạo hóa chi linh, tương lai của cổ đạo tông ta sẽ đặt trên người lăng hàn. Các vị, ta hy vọng các ngươi đặt ánh mắt nhìn lâu xa chút. Thời đại lớn mới chỉ mở ra, đường tu luyện về sau không biết dài cỡ nào, chúng ta chẳng qua đi trước một bước, tùy thời sẽ bị vượt qua. Nếu chọn đúng người không chừng hắn sẽ dẫn dắt chúng ta lên đỉnh núi càng cao. Hạ Quan cười to bảo, "Ta đồng ý cái nhìn của tông chủ, phải chọn đúng người cho vị trí đạo tử. Nên ta xem trọng Lý Trường Đan, chúng ta đã già, có lẽ vĩnh viễn sẽ kẹt lại ở nhập nhị mạch." Nhưng Trường Đan thì khác, trong thời đại lớn sóng ngầm dữ dội này hắn có thể đón gió vượt sóng đến độ cao chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. Thích ngũ gật đầu nói, ừ, bổn tỏa cũng xem trọng trường đan, nên bây giờ là lúc lung lạc lòng người, phải cột chặt trường đan vào chiếc xe cổ đạo tông. Tôn kiếm phương nhướng chân mày, không lẽ lý trường đan sẽ phản bội cổ đạo tông? Tôn sư trọng đạo là mẫu mực cơ bản nhất của một người. Tôn kiếm phương chậm rãi nói, chọn đạo tử phải thận trọng, chẳng lẽ có danh vọng còn phải có tiềm lực lớn thôi thì dùng cổ trận pháp chọn người đi nhiếp hóa vân hỏi trận pháp cổ đã sửa xong tôn kiếm phương gật rồi lắc đầu nói đã sửa một phần nhưng còn kém xa mới đạt chuẩn phát huy hết uy lực cổ thang hỏi vậy tông chủ nói tuyển chọn là có ý gì cổ thang là người không để bụng nhất dưới gối không có con cái thích nhất là tiền và mỹ nữ miễn bảo đảm sinh hoạt của mình không thay đổi thì cổ thang không quan tâm ai làm đạo tử tôn kiếm phương nói đã chọn đạo tử của cổ đạo tông thì tất cả người tuổi thích hợp đều có thể tham gia. Sau khi vào cổ trận, ai là người đi ra đầu tiên thì đó là nhân tuyển đạo tử. Đàm kính mong chờ hỏi, xin hỏi tông chủ cổ trận này thế nào? Nếu được thì đàm kính muốn cho tôn tử của mình làm đạo tử, vì biết không sánh bằng, Lý Trường Đan lại nhận hạ quan đút lót nên mới hết sức đề cử Lý Trường Đan. Giờ thì khác, đàm kính dâng lên mong đợi, tôn kiếm phương trả lời, trong cổ trận sẽ có các thử thách, Quan trọng nhất là nếu hai người đánh nhau đại trận sẽ điều chỉnh tu vi của hai bên, khiến sức chiến đấu thiên hướng gần ngang ngửa. Chương 3502, tuyển chọn tự do. Các trưởng lão giật mình kêu lên, "A, à, có tác dụng như vậy sao?" Tôn Kiếm Phương gật đầu nói, nhưng không biết cổ trận chưa tu sửa hoàn toàn hay vì bẩm sinh mà không thể điều chỉnh tu vi hai bên ngang bằng nhau. Nếu chỉ kém một mạch thì trận pháp sẽ không điều chỉnh, vượt qua một mạch thì phe cảnh giới cao hơn sẽ bị đè xuống một mạch. Các trưởng lão gật gù, nếu vậy thì có thể đánh nhau công bằng. Mặt khác thiên tài có thể nổi bật, ví dụ như Lý Trường Đan, thông thường là vô địch cùng đẳng cấp, dù gặp đối thủ cao hơn một mạch cũng có thể giữ cho không bị thua. Nhưng thập mạch áp chế cử mạch quá lớn, Lý Trường Đan chỉ có thể vô địch cùng đẳng cấp, không cách nào đối kháng thập mạch. Nếu đối thủ rất xuống cửu mạch thì Lý Trường Đan vẫn là Lý Trường Đan, sức chiến đấu số một trong cổ trận. Hạ quan gật đầu ngay, tốt, đề nghị của tông chủ rất hay, tuyển chọn tự do thì mỗi người đều có thể tham gia, Người nổi bật hoàn toàn xứng đáng là đạo tử, không ai nói được gì. Đám người thích phong gật đầu theo, "Đúng, cách này rất công bằng, nhưng thực lực của Lý Trường Đan bày ra đó, ai có thể tranh với gã." Nói thật dù là bọn họ đi vào cổ trận chưa chắc đánh lại Lý Trường Đan. Tôn Kiếm Phương lạnh nhạt nói, "Vậy thì quyết định như thế đi, thời gian là 10 ngày sau." Một tin tức truyền ra chấn động nguyên cổ đạo tông, tuyển chọn tự do đạo tử, không phải tông chủ, trưởng lão quyết định mà chọn tự do. Chọn thế nào, sau khi tìm hiểu tình huống mọi người lắc đầu, quy tắc như thế thì ai giành thắng Lý Trường Đan. Cũng có một số người ôm mong chờ, vì trong cổ trận không đơn giản chỉ chiến đấu còn phải xem vận may. Có lẽ nếu vận may bùng nổ, không cần chiến đấu thì mình là người chạy ra đại trận đầu tiên. Mọi người đều đang chuẩn bị, còn khoảng 10 ngày nên phải sẵn sàng mọi thứ. Sau khi nghe tin Lăng Hàn hơi bất ngờ, vì lúc trước Tôn Kiếm Phương nói cho hắn 3 năm để hắn vào thập nhị mạch, lập tức lập hắn làm đạo tử, nhưng sao đột nhiên thay đổi. Có điều trong đại trận áp chế tu vi, chỉ tranh lệch một mạch thì Lăng Hàn tự tin mình sẽ chiến thắng mọi đối thủ. Vấn đề nằm ở chỗ tại sao thời gian tuyển đạo tử nhanh như vậy, có người quấy rối trong đó. Ban đầu Lăng Hàn không đoán ra nguyên nhân, nhưng hai ngày sau có tin Lý Trường Đan sắp đính hôn với Hạ Diệu Âm, thời gian là ngày thứ nhất sau tuyển chọn tự do đạo tử. Thì ra là vậy, Hạ Quan đầu tiêu, cho các trường lão khác một số lợi lộc khiến họ hợp tác ép cung, làm tôn kiếm phương phải thỏa hiệp. Ừm, lại là lý trường đan, lăng hàn sờ cầm, phát ra hắn không quan tâm nhiều đến thân phận đạo tử, hắn tin tưởng chính mình, thân phận đạo tử gì đó không thể quyết định cái gì. Nhưng lý trường đan dở thủ đoạn chọc lăng hàn rất bất mãn, ăn hiếp người sao? Lý trường đan ham muốn thân phận đạo tử như thế thì hắn sẽ cướp đi. Lý trường đan, tốt thôi, hắn sẽ đụng độ thiên tài số một cổ đạo tông thử xem sao. Lăng Hàn tranh thủ trong 10 ngày này trừ thăng cấp còn luyện tập yêu hầu quyền. Bộ pháp này thật là bác đại tinh thâm, đủ cho hắn nghiền ngẫm cả đời. 10 ngày sau, tất cả người trẻ tuổi trong cổ đạo tông đi đến trước đại trận, chân núi có đạo điền, rậm rạp, một phần con sông. Các ngươi nói xem ai sẽ nhận được vị trí đạo tử? "Xì, si, còn phải nói, chắc chắn là Lý Sư huynh." "Đúng rồi, Lý Sư huynh chẳng những là cửu mạch còn vô địch cùng dai không nghĩ ra Lý Sư huynh sẽ gặp đối thủ." "Chưa chắc." như nhiếp dương, đồ lạc cũng không yếu, chiến đấu cùng dai chưa biết được ai thua ai thắng. Đùa, chiến đấu cùng dai thì Lý Sư Huynh vô địch là cái chắc. Hơn nữa nhiếp dương, đồ lạc vẫn chưa bước vào cửu mạch, cách biệt lực lượng một mạch thì làm sao đánh lại Lý Sư Huynh. Đúng rồi, cơ bản thảo luận nghiêng hướng Lý Trường Đan, dù sao từ lúc gã bắt đầu tu luyện luôn là thiên tài tuyệt đỉnh của cổ đạo Tông, nay chiếm ưu thế về cảnh giới thì phần thắng càng tràn đầy. Có người la lên, Lý Trường Đan đến rồi. Phương xa Lý Trường Đan bước nhanh đến, một mỹ nữ hiểu điệu theo cùng, là Hạ Diệu Âm mới qua sinh nhật tuổi 18. Lý Trường Đan mặc đồ màu xanh tôn lên vóc dáng thon dài vạm vỡ của gã, cộng với mặt mày nho nhã, thật là phong độ phiên phiên, khiến nhiều nữ đệ tử hét chói tai. Vẻ mặt Hạ Diệu Âm đầy kiêu ngạo, nam nhân cực kỳ ưu tú này rất nhanh sẽ trở thành vị hôn phu của nàng, sẽ là đạo tử cổ đạo tông, tông chủ tương lai. Những nữ nhân kia, hừ, các ngươi chỉ xứng ghen tị với ta môi lý trường đan treo nụ cười không ai đoán ra gã nghĩ gì xem ra tin đồn là thật lý sư huynh sẽ đính hôn với hạ sư muội ai hâm mộ lý sư huynh quá đi hạ sư muội vừa xinh đẹp vừa là tôn nữ của hạ trưởng lão nói nhảm rõ ràng là hạ diệu âm trèo cao lý sư huynh đẹp trai có phong độ có tương lai tươi sáng biết bao nam ghen tị lý trường đan nữ thì đỏ mắt hạ diệu âm một số người cãi nhau ít ai chú ý thấy lang hàn từ hướng khác đi tới lăng hàn liếc lý trường đan một cái khóe môi cong lên hiểu ý thật ra thì lăng hàn hiểu biết lý trường đan hơn ai khác người như vậy tự phụ thiên tài cho rằng hạ diệu âm không xứng với mình nhưng vì tiền đồ nên phải hy sinh một chút nếu là người mình yêu thật lòng ngay bên cạnh thì lý trường đan đã không làm biểu tình như thế lăng hàn không hứng thú phát biểu ý kiến một vì hắn và hạ diệu âm không phải bằng hữu thứ hai dù có nói nàng cũng không biết ơn ngược lại cho rằng lăng hàn cố ý đâm thọc kệ bố nó Lăng Hàn đứng ở một bên chờ đợi đại trận mở ra. Đám người nhiếp dương, lao lực ngôn đi tới, bọn họ muốn cố gắng thử một phen, không khiến mình để lại hối hận. Một lúc sau đám cường giả tôn kiếm phương, hạ quan, lao phong cùng đến. Trong thời đại hiện giờ mỗi võ giả là tài nguyên rất quý giá, nhưng tu thành thập mạch mới có tư cách thực sự trở thành cường giả uy chấn một phương. Trên cửu mạch có thể gọi là vương giả, đám người tôn kiếm phương được công nhận là vương giả, đừng thấy họ già khú đế nhưng trong thân thể già nua đó ẩn chứa mấy chục, hàng trăm mãnh hổ, phát huy một cái là kinh thiên động địa. chương 3503, tìm trận cơ, tôn kiếm phương mở miệng nói đơn giản, mọi người đều biết quy tắc rồi, ai là người đầu tiên ra khỏi đại trận thì đó là đạo tử của bản tông. Có thể tùy ý đánh nhau trong đại trận, không cần lo hậu quả, vì trận pháp cổ này dùng để thử thách người. Nếu xảy ra tình huống chết chóc nó sẽ tự động đưa người ra ngoài nhưng điều đó đồng nghĩa với mất tư cách tranh giành đạo tử. Được rồi, vào đi, tôn kiếm phương vung tay, những người có trí tranh giành vị trí đạo tử lần lượt vào đại trận. Cổ trận chưa mở ra, sau khi tôn kiếm phương đặt một miếng ngọc bội vào thì đại trận bị kích hoạt. Mặt đất, rừng cây trở nên mơ hồ, như có sương mù dày đặc bao phủ. Người vào trong trận vội co giò chạy, sách lược tốt nhất là không đánh nhau, lao ra đại trận với tốc độ mau nhất. Nhưng chạy một hồi họ thấy kỳ kỳ, vì lúc trước còn thấy rõ thiên địa bỗng trở nên mơ hồ, tầm nhìn chỉ khoảng một trường. Họ bị là cảm giác phương hướng, cảm thấy Đông Nam Tây Bắc đều như nhau. Lý Trường Đan dịu dàng nói với Hạ Diệu Âm, mềm nhẹ khiến người say mê. Chờ ta, Hạ Diệu Âm gật đầu nói, ta sẽ đứng chờ Lý Sư Huynh ở lối ra, người đi ra đầu tiên chắc chắn là Lý Sư Huynh. Lý Trường Đan cười ngạo nghễ, bước nhanh vào cổ trận. Bên kia, Lăng Hàn kêu tiểu thị nữ đi về trước, hắn chậm rãi đi hướng đại trận đại trận như con quái thụ ăn nhiều người sương mù bốc hơi ngăn cách khu vực núi này lăng hàn đi chậm rãi vừa đi vừa quan sát đã là trận pháp thì bằng vào tốc độ không thể là người đi ra đầu tiên nên ưu tiên hàng đầu không phải co giò chạy nhanh mà là quan sát nếu thấy rõ đây là trận gì là có thể trực tiếp phá giải nếu như không thể ít nhất mỏ ra chút manh mối không thì chỉ lãng phí thời gian và sức khỏe nhìn như lăng hàn đi lung tung nhưng hắn quan sát tỉ mỉ xung quanh thầm đối lập xây dựng lại lăng hàn chưa thấy qua trận pháp này nhưng lúc trong nguyên thế giới hắn có nghiên cứu trận pháp rồi sẽ có điểm chung cộng thêm lăng hàn có các loại thuộc tính thêm vào có năng lực thân thiết thiên phú đan đạo có cả trận đạo lăng hàn bắt giữ một chút xíu biến đổi trong lòng dâng lên các loại hiểu ra đi bên này ba bước thì lăng hàn bước sang trái ba bước trước mặt rộng mở sương mù dường như biến mất trở lại như cũ đúng rồi lăng hàn đi hướng lối ra nhưng mới đi vài chục bước thì sương mù lại nổi lên Lăng Hàn không thể phá giải được trận pháp này, hắn chỉ phân tích chút xíu bí mật trong đó. Nếu ta có thể nắm giữ trận pháp này và bày ra xung quanh chỗ mình ở thì lo gì bị người đánh lén. Ở giã ngoại trải qua nguy hiểm bày ra trận pháp này có thể tăng cao hệ số an toàn. Để hình thành trận pháp này chắc chôn trận cơ ở mỗi góc. Ưm, ừ, ta đi đào trận cơ ra, học trận văn. Mắt Lăng Hàn sáng rực, hắn tin tưởng trận pháp này có thể nhốt người một thời gian, bao gồm Lý Trường Đan vì nguyên cổ đạo tông chỉ mình lăng hàn là trận đan sư chắc chắn lý trường đan không nghiên cứu trận pháp ít nhất không có thiên phú đối phương muốn đi ra phải đo đạc từng tấc đất phải có trí nhớ siêu quần ở trong đầu vẽ ra bản đồ đi đường lăng hàn không vội hắn dựa vào trực giác trận đạo tổng hợp lại những thứ đã nắm giữ để định vị trận cơ ở đâu lăng hàn ra từ thần thạch thực lực bắt đầu từ con số không nhưng không hoàn toàn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bởi vì hắn có được may mắn người thường không thể tưởng tượng có lĩnh ngộ kinh người với trận đạo, đan đạo. Lăng Hàn một đường lần mò rốt cuộc ngừng lại, hắn đào mặt đất. Đây là cạnh tranh cùng tông nên không cho phép mang vũ khí vào, Lăng Hàn chỉ có thể chặt một nhánh cây gần đó, lấy nhánh cây làm sẻng. Lăng Hàn đào ba thước nhưng không phát hiện thứ hắn muốn. Lăng Hàn sờ cầm, chẳng lẽ không ở đây, hoặc là đào không đủ sâu. Đào nữa, Lăng Hàn tiếp tục đào, cái hố ba thước biến thành năm thước, nhưng vẫn không tìm thấy trận cơ. Lăng Hàn cho mình một giới hạn, đào thêm ba thước nữa lang hàn hì hục đào ra một đống đất bùn cuối cùng khóe môi cong lên đào ra lòng đất có một cây cột màu đen dựng đứng trông như kim loại ánh sáng kỳ dị lấp lóe trên bề mặt lang hàn gồng sức nhổ may mắn cây cột đen không vùi sâu trong đất hắn dễ dàng rút ra cột đen bị rút ra ánh sáng lấp lỏ tối chút dường như trở thành cây gậy bình thường gậy dài khoảng một thước thô cỡ cánh tay hình vuông mỗi mặt điêu hoa văn phức tạp nhìn chóng mặt Lăng Hàn nhạy bén phát hiện khi đào ra cây gậy thì xương mù xung quanh khoảng 30 trượng biến mất. Trận cơ bị rút ra trận pháp ở khu vực này mất hiệu lực. Lăng Hàn quan sát hoa văn trên trận cơ, đây là trận văn, bí mật trung tâm của trận pháp. Nhưng Lăng Hàn nhìn muốn lồi mắt mà không bắt giữ được gì, vì rời ánh mắt sang hướng khác là trong óc trống rỗng không có hình dạng trận văn, không nhớ được gì làm sao học. Lang Hàn gật gù, trận pháp thượng cổ quả nhiên không dễ học, vậy làm sao đây, từ bỏ sao, Lăng Hàn nhìn quanh không thấy có ai, hắn nhét gậy đen vào trong áo. Ưm, ừ, cầm về từ từ tham ngộ, chợt một giọng nói vang lên sau lưng Lăng Hàn. Lăng Hàn, rốt cuộc đã tìm được ngươi. Lăng Hàn ngoái đầu nhìn, đây là một nam nhân xa lạ, khoảng 30 tuổi. Lăng Hàn hỏi, ta quen ngươi, nam nhân nghiến răng nói. Hừ, lúc trước kêu người bán hai viên dẫn mạch đan nhưng ngươi không chịu, ta đã nói rồi, đừng để ta gặp ngươi trong tông. Lăng Hàn chợt hiểu, hóa ra là gã. Lần đầu tiên Lăng Hàn đi bán đan dược có gặp một người bắt hắn bán hai viên dẫn mạch đan, còn ham dọa. Nhưng vì khi ấy hai bên che mặt, không biết thân phận của nhau. Sau đó Lăng Hàn nổi bật trong tiệc sinh nhật của Hạ Diệu Âm, một số người lờ mờ đoán ra cái gì. Lăng Hàn thản nhiên hỏi, à, vậy ngươi muốn sao? Nam nhân sông lên dơ nắm đấm, đương nhiên là đánh ngươi. Ta muốn tự tay tiến ngươi ra khỏi trận, khiến ngươi mất cơ hội làm đạo tử, tiếc nuối cả đời. Nơi này không thể giết người, đại trận sẽ vào phút cuối đưa người ra ngoài. Chân lăng hàn không nhúc nhích, chờ cú đấm gần sát hắn mới giơ nắm tay đánh hướng đối phương. Bùm, người nam nhân rung lên, chân lão đảo thụt lùi bảy, tám bước mới đứng vững. Nam nhân vẻ mặt không tin được, cái gì, nam nhân là thất mạch, lực lượng cao đến một vạn bốn ngàn cân, dù bị áp chế tu vi chắc chắn cao hơn lăng hàn một mạch. Trường 3504, gió thổi mông lạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Bị đảo ngược, dường như lang hàn mới là người cao hơn gã một mạch. lang hàn là bát mạch, nam nhân không tin được. tiểu tử này nhập môn còn chưa tới hai tháng, nếu thẳng đến bát mạch thì còn thiên lý không. lang hàn cười nói, ngươi muốn đưa ta ra đại trận thì còn kém chút. nam nhân tức giận run người, hét to sông lên, thi triển tứ phương quyền uy vũ do giết. lang hàn lắc đầu nói, toàn là sơ hở a. À. mấy ngày này hắn nghiên cứu yêu hầu quyền, cộng thêm ánh mắt từng là thiên tôn, đã đứng ở độ cao kinh người trong quyền pháp chỉ bàn về quyền pháp thì dù tôn kiếm phương vận dụng tứ phương quyền thật sự cũng chưa chắc đánh lại lăng hàn lăng hàn nhẹ nhàng nhích chân đã né qua cú đấm nam nhân đấm hụt vội xoay người nương lực lượng đánh tiếp lăng hàn lắc đầu người nguội chân xoay một vòng nhìn như tùy ý nhưng mặc cho nam nhân hua nắm tay nhanh cỡ nào cũng không đụng trúng góc áo của hắn mấy chục đấm đã qua nam nhân hoảng sợ nam nhân nhìn lăng hàn chằm chằm chợt hiểu ra ngươi nắm giữ một môn thân pháp ý tưởng này lóe lên trong đầu nam nhân lộ vẻ tham lam hiện giờ võ đạo mới nổi lên thường có thượng cổ điển tịch lộ ra nhưng kỹ pháp loại thân pháp rất ít ỏi đây là tông chủ đại nhân âm thầm truyền cho lăng hàn tại sao vì tiểu tử này là thần tử chó chết gì đó nam nhân gầm lên như con cọp điên tấn công lăng hàn a à, lăng hàn tung nắm đấm nhưng không va chạm ngay mặt mà đánh vào sơ hở quyền pháp đấm trúng gỏ má nam nhân lăng hàn không dùng sức quá mạnh không đủ trí mạng nên nam nhân chỉ bay lên cao chứ không bị đưa ra đại trận nam nhân té cái bịch nằm dưới đất rên rỉ ui ra lang hàn đến gần thân hình thon dài chiếu bóng ma lên mặt nam nhân lang hàn túm nam nhân lên tát cho mười mấy cái không bán đàn dược cho ngươi rồi sao có ý kiến gì rất nhanh lang hàn thấy chán trong nguyên thế giới đối địch với hắn đều là vô thượng thiên kiêu kỷ vô danh phong vô địch tân khí hổ thiên kiêu như vậy bị đạp lên mới sướng không chơi nữa lang hàn giơ nắm đấm muốn tiến đối phương ra đại trận nhưng ngẫm nghĩ hắn rút tay về nở nụ cười quái dị nam nhân dựng đứng lông tơ nụ cười đó làm gã thầm run nam nhân hỏi ngươi muốn làm gì lăng hàn cười cởi đồ nam nhân ra he he nam nhân kinh hoàng hét lên đừng mà đừng mà đừng chuyện này đây không lẽ lăng hàn có sở thích đặc biệt lăng hàn xoẹt một tiếng lột sạch quần áo nam nhân kêu la cái gì không mất miếng thịt đâu mà sợ nam nhân cảm giác gió thổi mông lạnh nhớ trăm năm trước từng có phong trào tình yêu cấm kỵ gã bắt đầu sợ không lẽ lăng hàn tính hái cúc nam nhân hai tay che mông kiên quyết thả chết không theo không bùm lang hàn đấm vào đầu nam nhân một kích đủ chí mạng vì thế đại trận phát động vèo một tiếng nam nhân biến mất lang hàn thì thào thú vị tuy thiếu một cây trận cơ phá mở sương mù bên này nhưng công năng của đại trận không biến mất hoàn toàn không thì ở trong khu vực này ta có thể đánh chết người ưm ừ, nếu để ta thiết kế thì dùng hai bộ trận pháp chồng lên nhau một bộ là mê vụ trận bộ thứ hai là giới vệ trận nhưng người này đột nhiên biến mất trông giống quy tắc không gian trong nguyên thế giới thú vị trận pháp này đáng giá nghiên cứu sâu tin tưởng nó và võ đạo hỗ trợ cho nhau ngoài trận veo bóng sáng lấp lóe xuất hiện trên quảng trường a à, lại có người bị loại phụt gì thế này tập thể hóa đá một nam nhân trần chuồng che mông la to bộ dạng sống không bằng chết gã đã chịu đả kích cỡ nào đây là dương phi hình như là cao thủ thất mạch thực lực tuyệt đối không yếu sao bị đào thải nhanh vây. Hơn nữa, phụt, xin lỗi ta dễ buồn cười, thật sự là không nhịn nổi. Sao hắn trần như nhộng vậy, dù là lúc đi vệ sinh bị người đánh lén cũng không đến mức như vậy đi. Mọi người bàn tán rôm giả, không thể tưởng tượng tình huống lúc đó. Dương Phi là oang oác một lúc chợt nhận ra kỳ kỳ, gã ngừng la hét, quét mắt nhìn quanh sau đó chỉ muốn xỉu. Gã trần trụi trước mắt bao người, nhìn xem, có người còn chỉ trỏ mông gã một số nữ đệ tử xấu hổ xoay người qua, muốn nhìn mà không dám. Tàn đời, lần này gã nổi tiếng trong cổ đạo tông, tiếng tăm đủ khiến gã trong vòng 10 năm đừng mơ ngẩng cao đầu trong tông. Nam nhân tưởng tượng sau này đi trong tông sẽ bị người chỉ trỏ, sư huynh khi giới thiệu với sư đệ, sư muội mới vào môn phái, đây là Dương Phi, lúc trước trong tuyển chọn tự do đạo tử đã từng lộ mông. Lang Hàn, nam nhân cắn răng, mắt vé lửa, giờ gã đã biết Lang Hàn không có ham mê đặc biệt, chỉ muốn cho gã bị xấu mặt khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Lăng Hàn sẽ không nhớ kỹ đoạn nhạc đệm này, hắn thu hoạch được một cây trận cơ, tâm tình tốt đẹp vừa huyết sáo vừa tiếp tục đi tìm trận cơ mới. Sau khi đi mấy chục bước Lăng Hàn lại đi vào khu vực răng đầy sương mù. Lăng Hàn chậm bước, cẩn thận nghiên cứu, sương mù này có lực lượng quỷ dị, rõ ràng Lăng Hàn đi đường thẳng nhưng một hồi sẽ vòng lại chỗ cũ. Đây không phải không gian chồng lên nhau mà vì thần trí của Lăng Hàn bất giác bị ảnh hưởng. Lăng Hàn ra kết luận, nếu thần thức của ta vô cùng cứng cỏi thì trận pháp này chắc chắn không quấy nhiễu ta được, cùng lắm bị sương mù che mắt. Thú vị thật, Lăng Hàn cẩn thận phán đoán, rất nhanh lại tìm đến một nơi, bắt đầu khai quật. Lần này hắn có kinh nghiệm nên ý chí kiên quyết, đào khoảng 7 thước thì tìm được cây trận cơ thứ hai. Sau khi rút lên, khu vực 30 trượng xung quanh tán đi sương mù. Đinh 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 đinh, Lăng Hàn gõ hai cây trận cơ phát ra tiếng giòn vang. Đây là kim loại của thời đại thượng cổ, thời nay không tồn tại nữa nhưng sao ta có cảm giác cứng rắn còn hơn địa hóa nguyên thiết đáng tiếc lang hàn không mang theo kiếm không thì có thể chém thử xem coi cái nào cứng hơn lang hàn đang định rời đi thì thấy một người chạy nhanh tới chỗ mình nhuế nguyên lượng đúng là oan ra ngõ hẹp nhuế nguyên lượng đã lao đến gần âm trầm nói thật là oan ra ngõ hẹp lang hàn lắc đầu nói Người có biết cướp lời kịch của người khác là hành vi rất tệ không nhuế nguyên lượng hừ một tiếng sắp chết đến nơi còn không biết hối cải thật là đáng buồn Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nghe nói người bị treo lên đánh, vết thương đã tốt hơn chưa? Trường 3505, bị nhục nhã ngược. Nhuế nguyên lượng tức xì khói, ngươi, đang cố ý khiêu khích sao? Hơn nữa lỗi tại Lăng Hàn mà ra, ngực nhuế nguyên lượng phập phồng kịch liệt, gã cố dằn lửa giận xuống. Ngươi cứ múa mép khua môi, chờ ta đạp ngươi dưới lòng bàn chân thì ngươi sẽ hối hận tại sao chọc giận ta. Lăng Hàn xòe tay ra, hình như là ngươi cùng với mấy người họ đàm vu oan hãm hại ta, kết quả tự dước lấy nhục, sao bây giờ đổ thừa cho ta? Nhuế nguyên lượng giống to sông lên, ngươi còn dám nói, nhuế nguyên lượng rất bức bối, tặng không một viên dẫn mạch đan cho lăng hàn, còn gã. Bị treo lên trước cửa đánh, mất hết mặt mũi, nhuế nguyên lượng muốn giết người, bùm, cú đấm đánh tới kèm theo gió giết đáng sợ, nhưng nhuế nguyên lượng lộ vẻ giật mình, gã tấn công tất nhiên hiểu rõ lực lượng của mình đại khái ở đẳng cấp này. 7.000 cân, đây là lực lượng đỉnh ngũ mạch, rất bình thường, tu vi của Lăng Hàn chắc chắn yếu hơn gã nên đại trận sẽ kéo thấp tu vi của gã xuống, nhưng vì cách biệt quá lớn nên gã vẫn cao hơn Lăng Hàn một mạch. Điều này nói lên cái gì? Tu vi của Lăng Hàn phỏng chừng là tứ mạch. Ui, một người mới nhập môn chưa đến 2 tháng mà tu đến tứ mạch. Nhưng trong tay Lăng Hàn có nhiều dẫn mạch đan như vậy cộng thêm tụ linh trận, 2 tháng đến đến tứ mạch không phải không thể. Nguyễn Nguyên lượng ghen tị phát cuồng, gã chỉ được ăn ba trái dẫn mạch quả, so sánh với Lăng Hàn cách biệt quá lớn. Thiên vị, tôn kiếm phương quá thiên vị, thế thì nhục nhã tiểu tử này đi, cho hắn mất hết mặt mũi, về sau sẽ tìm cơ hội diệt hắn. Chỉ bình thường nỗi lòng nhuế nguyên lượng lướt qua nhiều suy nghĩ. Lăng Hàn mỉm cười, người cổ đạo tông chỉ toàn luyện tứ phương quyền, còn là phiên bản đơn giản, ở trước mặt hắn quả lộ ra sơ hở trồng chất. Dù Lăng Hàn không tu luyện yêu hầu quyền, với ánh mắt từng làm trí tôn của hắn dễ dàng vạch ra hơn 10 chỗ. Lăng Hàn chỉ mất lực lượng, Lăng Hàn đá một cước, bốp, chân đá sau mà đến trước đạp vào ngực nhuế nguyên lược sức mạnh lớn hất gã văng lên cao cỡ trượng rồi mới té cái bịch xuống nhuế nguyên lượng rên rỉ nằm sấp dưới đất choáng váng mặt mày một cước này tổn thương quá nặng nề nhuế nguyên lượng định bỏ dậy nhưng mới ngước đầu lên thì bị đạp một chân dập mặt người đạp là lăng hàn nhuế nguyên lượng tức hộc máu rõ ràng là gã đột nhiên thấy lăng hàn muốn lại đây báo thù vì sao ngược lại bị hắn trả đạp thật vô lý sao đối phương biết sơ hở trong cú đấm của gã còn có lực lượng lớn như vậy, nếu không thì nhuế nguyên lượng chỉ ăn một cước tuyệt đối không khó chịu như vậy. Lăng Hàn cười hỏi, sướng không, nhuế nguyên lượng chỉ muốn giết người, nhưng bị Lăng Hàn đạp lên mặt gã trừ dương mắt nhìn ra còn có thể làm cái gì. Nhuế nguyên lượng vô cùng nhục nhã, tuy làm nữ tế ở dễ thường bị người cười sau lưng, nhưng ở trước mặt gã thì ai chẳng cung kính kêu một tiếng nhuế thiếu ra. Nhục mặt hết sức, Lăng Hàn cười gian lột quần áo nhuế nguyên lượng, he he, nhuế nguyên lượng kinh kêu, ngươi ngươi muốn làm gì tuy bị đau làm nhuế nguyên lượng thấy mất mặt nhưng so với bị lột quần thì cái đó chỉ là trò con nít lăng hàn hung tợn nói làm nhục ngươi nhuế nguyên lượng sợ muốn xỉu gã không ngờ lăng hàn có ham mê như vậy đại trận này cấm giết nhưng hình như không nghe nói cấm hiếp nhuế nguyên lượng sợ đứng tim nếu gã bị hiếp thì thích ra còn sẽ nhận nữ tế này không nhuế nguyên lượng sợ hãi hét chói tai không lăng hàn cười gian mặc kệ gã tiếp tục lột đồ Nhuế Nguyên Lượng liều mạng chống cự nhưng không đánh lại người ta, rất nhanh trần trùng trục. Nhuế Nguyên Lượng cũng giống như Dương Phi, hét thất thanh. Không, muốn hiệu quả là đây. Bùm, Lăng Hàn đấm vào đầu Nhuế Nguyên Lượng. Đại trận liền phát huy hiệu quả đưa Nhuế Nguyên Lượng ra ngoài. Vì thế mọi người ở ngoài trận lại được may mắn nhìn thấy loa thể. Đó là Nhuế Nguyên Lượng, nhìn bộ dạng sống không bằng chết của hắn chẳng lẽ cũng bị người hiếp. Trời, không lẽ trong tông có hiếp dâm cuồng ma? Mọi người thầm run, cảm thấy sau mông đau tiêu đời nhuế nguyên lượng bị xấu mặt trước bàn dân thiên hạ phỏng chừng thích gia sẽ không muốn nữ tế này nữa chắc rồi vị tiểu thư kia của thích gia nổi tiếng ha ha phong lưu đổi nam nhân khác là xong sao có thể chấp nhận phu quân lộ mông trước công chúng mà công nhận cái kia của nhuế sư huynh to thật hèn gì làm tiểu thư thích ra mê nhuế nguyên lượng nghe hết những tiếng bàn tán hai nắm tay siết chặt lang hàn không giết gã không bị thương nặng gã nhưng nhuế nguyên lượng biết mọi thứ của mình đã bị lăng hàn hủy nhuế nguyên lượng thầm thề trong lòng mặc kệ trả giá lớn cỡ nào gã cũng phải làm lăng hàn chết sau đó nhuế nguyên lượng chảy ra giọt lệ khuất nhục lăng hàn đi vào sương mù tiếp tục tìm trận cơ đã tìm được hai cây thì không khó tìm ra cây thứ ba rất nhanh lăng hàn định vị được lăng hàn đào bảy thước đất kiếm được cây trận cơ thứ ba lăng hàn khẽ thở dài không thể đào nữa vấn đề không phải là có thời gian đào hay không mà vì ba cây trận cơ đã làm áo xanh của hắn chật cứng không thể nhét thêm cây thứ bốn lăng hàn còn vấn vương đành chờ sau này lại đến đào vậy bộ trận pháp này chắc rất cao cấp có thể cưỡng ép kéo tu vi thông mạch cảnh xuống gần bằng nhau rất thực dụng trong chiến đấu nếu ta có thể sửa thành bản đơn giản vì thời bày ra được vậy thì chiến đấu cùng giai ta sợ ai lăng hàn bắt đầu tìm lối ra đừng để lý trường đan ăn may đi ra trước thì hỏng nơi này sang trái ba bước chỗ này lùi hai bước sương mù trước mặt lăng hàn không ngừng tán đi đứng ở tiết điểm đặc biệt có thể thấy rõ toàn cảnh lăng hàn ngạc nhiên ủa không thể xem thường lý trường đan tiểu tử này đi hơn nửa đường rồi nếu không có gì thay đổi thì phỏng chừng hai tiếng sau gã sẽ ra khỏi trận đến gặp ngươi thử lăng hàn tăng tốc độ không thể đi đường thẳng đại trận sẽ bất giác ảnh hưởng thần thức trừ phi thần thức cường đại vô cùng mới có thể mặc kệ ảnh hưởng bây giờ Lăng Hàn chỉ có thể ngoan ngoãn theo quy định trận pháp. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, nhưng nửa tiếng sau Lăng Hàn chỉ rút ngắn cỡ 30 trường. Vì sương mù nên Lý Trường Đan không phát hiện Lăng Hàn đến gần, gã đang tập trung thăm dò con đường phía trước. A, à, trường 3506, chiến với Lý Trường Đan. Vì khoảng cách khá gần nên Lăng Hàn phát hiện dưới cổ của Lý Trường Đan có thứ mơ hồ phát sáng, khi ánh sáng chợt lóe thì sương mù sẽ bị xua tan một chút, gã sẽ thừa dịp tiến lên vài bước. Mặc dù tốc độ không mau nhưng ưu điểm là ổn định, không đi chạch đường chút nào. Lang Hàn nói, tiểu tử này có báu vật phá trận, nhưng chắc chỉ có thể giảm bớt chút uy lực của trận pháp, không thì hắn đã bước nhanh ra ngoài từ lâu. Hèn gì tiểu tử này có thể đi đầu, Lang Hàn tiến lên trước, nhưng mới ra khỏi thiết điểm đặc biệt thì bóng dáng Lý Trường Đan biến mất ngay. Không sao, Lang Hàn đi vài bước, Lý Trường Đan lại hiện ra trước mắt. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, hai người cách nhau đã rất gần lý trường đan chợt dừng bước gã cảm giác kỳ kỳ lý trường đan ngừng lại nhưng tại lắng nghe có người đang đến gần không thể nào gã có bí bảo lấy từ chuyến thăm dò cổ tích nói có người đuổi theo được gã sao tin được chẳng lẽ là trận pháp diễn sinh ra kẻ đánh lén rất có thể lý trường đan từng thăm dò cổ tích biết có một ít trận pháp có thể cụ thể hóa năng lượng thành hình người hoặc mãnh thú đánh lén kẻ đi vào lý trường đan không dám coi thường lập tức đề phòng sương mù khuấy động thật lâu sau một bóng đen bước ra từ sương mù, không ngừng đến gần. Nhưng vì sương mù bổ răng nên không thấy rõ hình dạng của đối phương. Thể năng lượng sắp đến, Lý Trường Đan giã vận chuyển lực lượng, tùy thời có thể bộc phát ra một kích cửu mạch. Sương mù lại dao động, bóng người trở nên rõ ràng. Mặt Lý Trường Đan tràn đầy khó tin thẳng thốt, lang hàn, lang hàn cười khẽ, hình như Lý Sư Huynh rất giật mình. Lý Trường Đan cực kỳ khôn ngoan, biểu tình giật mình chậm rãi hòa tan, lý trường đan hít sâu nói không uổng là ra đời từ thần thạch trời sinh dị năng lý trường đan dựa vào bí bảo mới đến đây được vậy mà lăng hàn có thể theo kịp gã chứ có được năng lực của thần thạch ra còn nguyên nhân gì khác nữa trời sinh dị năng lăng hàn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng hắn có được mật mã nguyên nguyên thế giới nên sở hữu vận may siêu mạch năng lực thân thiết còn có lực lĩnh ngộ đặc biệt về đan đạo trận đạo lý sư huynh phải chăng chúng ta nên tính nợ nần lý trường đan không lộ vẻ gì kinh ngạc hỏi, sư đệ đang nói gì vậy? lang Hàn cười nói, chỉ có hai chúng ta mà Lý Sư Huynh còn muốn ghỉa bộ. Tên này cẩn thận quá vậy, Lăng Hàn gật đầu nói, à, Sư Huynh đang lo ta mang theo thiết bị ghi âm, nếu lỡ ghi lại tiếng nói lộ ra bộ mặt thật của Sư Huynh, sẽ phá hoại hình tượng hoàn mỹ lâu nay của Sư Huynh đúng không? Lý Trường Đan lắc đầu, lộ ra bộ dạng đau đớn nói. Sư đệ suy nghĩ nhiều quá, Lăng Hàn nói, rồi rồi, ta lười vạch giả dối của ngươi, so sánh thì đánh ngươi một trận tơi bời sẽ hết giận hơn. Lý Trường Đan khẽ thở dài, hình như sư đệ có nhiều hiểu lầm với ta, Lăng Hàn lười nói nhảm, hắn luôn dùng bạo lực phục người. Đến chiến đi, veo, Lăng Hàn xài bước chạy ra ngoài, sương mù dao động, hắn như thiên ngoại phi tiên. Lý Trường Đan không sợ khiêu chiến, khóe môi cong lên. Hắn không biết gã là thiên tri kiêu tử trong thế hệ trẻ cổ đạo tông sao. Chiến đấu cùng dai gã là vô địch, Lý Trường Đan tùy ý vỗ một trường, Nhìn như nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực vô thượng. Đây là bốn phần phiêu tuyết trưởng, Lý Trường Đan kiếm được trong cổ tích, uy lực yếu hơn tứ phương quyền thật sự một chút nhưng vì gã chỉ học một thức tứ phương quyền nên không dùng tốt bằng bộ trưởng pháp này. Lý Trường Đan muốn dùng một trưởng này khiến Lang Hàn nếm mùi đau khổ. Lang Hàn không lùi bước, cứng rắn đỡ. Bùm, hai người va chạm, lực lượng cao ngàn cân dâng lên làm sương mù xung quanh khối động. Cộp cộp cộp, Lang Hàn lùi 9 bước, Lý Trường Đan lùi ba bước hai bên tổng cộng lùi 12 bước ẩn trong sương mù, khó thấy hình dạng của đối phương. Lăng Hàn vung vẫy tay, Lý Trường Đan không uổng danh tiếng của gã, Tu Vi bị đè xuống ngũ mạch mà còn có lực lượng áp đảo hắn. Không thể khinh thường, nhưng điều này kích thích chiến ý của Lăng Hàn, cứ luôn trà đạp rác rưởi như Dương Phi, nhuế nguyên lượng không có cảm giác thành tựu. Lý Trường Đan cười nói, sư đệ thật lợi hại, Lý Trường Đan thầm kinh ngạc, người khác không biết chứ gã rõ ràng bí bảo mình đeo trên cổ khiến trận pháp thả lỏng một chút áp chế gã có thể chậm mà chắc tiến lên một mặt khác là áp chế tu vi của gã lỏng lẻo hơn người khác người ta chỉ có thể cao hơn một mạch lý trường đan thì được gần hai mạch lý trường đan vốn là thiên tài sức chiến đấu vô địch cùng đẳng cấp có áp chế lực lượng gần hai mạch thì ai đánh lại gã lý trường đan vốn tưởng mình vô địch trong thế hệ trẻ nhưng va chạm một đòn với lăng hàn xong làm lòng gã dậy sóng về lực lượng Lăng Hàn chỉ kém hơn gã một chút, quyền lực của hắn cực kỳ chắc chắn, một đấm đánh vào lòng bàn tay Lý Trường Đan đau và hơi tê. Sao có thể như vậy? Áp chế tu vi gần hai mạch cộng thêm Lý Trường Đan vốn mạch hơn người bình thường, nên lực lượng của gã cao cỡ một vạn hai, nhìn tu vi bị áp chế thì Lăng Hàn khoảng tứ mạch. Lực lượng tứ mạch chỉ khoảng 3.500 cân, nhưng Lăng Hàn thì cao một vạn cân, điều này khủng bố biết bao. Ui, Lý Trường Đan giật mình đến tê dại, dâng lên vô hạn sát khí phải tiêu diệt người như vậy, không thì gã sẽ ăn ngủ không yên. Lý trường đan sông lên vỗ một trường, lăng sư đệ, vi huynh dạy sư đệ cách chiến đấu. Trường nhẹ nhàng nhưng kèm theo tiếng gió rít mãnh liệt cho thấy lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Lý trường đan có bí bảo, có thể xóa bỏ áp chế của trận pháp trong phạm vi ngắn. Lý trường đan phá tan xương mù lao vào lăng hàn, chỉ có 12 bước ngắn ngủi. Lăng Hàn dâng lên chiến ý hừng hực sông lên, veo, Lăng Hàn nhanh nhẹn như con linh hầu, đây là yêu hầu quyền. Lý Trường Đan vỗ trưởng nhưng đánh hụt, nắm đấm của Lăng Hàn từ góc độ cực kỳ xảo quyệt đánh tới, nằm ngoài dự đoán của Lý Trường Đan. Đây không phải tứ phương quyền, bùm, Lý Trường Đan mới nổi lên suy nghĩ này thì vai trái đã bị đấm trúng, đau nhức thấu xương ập đến làm gã rên rỉ lảo đảo thụt lui. Đây còn là vì Lý Trường Đan né kịp lúc, nếu không đã bị đấm trúng ngực. Thật là quyền pháp đáng sợ, sao có uy lực mạnh còn hơn một thức tứ phương quyền mà gã học được. Lý Trường Đan không giấu được giật mình hỏi. Đây là quyền pháp gì? Chương 3507, cướp báu vật. Lăng Hàn cười to bảo, đả khẩu quyền, Lăng Hàn lại áp sát tung nắm đấm, yêu hầu quyền không chỉ linh động còn cực kỳ bá khí, Lăng Hàn như hóa thành con yêu hầu mãng hoang hùng bá, toát ra cuồng dã vô tận. Lăng Hàn tung quyền vừa xảo quyệt vừa bá đạo, đánh Lý Trường Đan liên tục trúng đòn, đau muốn chết. Lý Trường Đan tu đến cửu mạch, khí lực rất mạnh, nhưng bị Lăng Hàn đè đầu đánh làm gã rất đau dù gì là lực lượng trên ngàn cân đập vào người, đau chết. Lý Trường Đan không còn vẻ ung dung bình tĩnh lúc trước, tóc thẳng thớm cũng rối xù, không còn vẻ nho nhã. Thiên tài số một cổ đạo tông mà không chịu nổi một kích. Không phải Lý Trường Đan quá yếu chỉ tại Lăng Hàn rất yêu nghiệt. Thời đại này ai được truyền thừa công pháp, có lẽ có những ít đến tội, ít nhất Lý Trường Đan không có. Lăng Hàn được công pháp hầu ca tôi luyện, lực lượng vô cùng tinh thuần, cùng là lực lượng một vạn cân sức phá hoại của lăng hàn lớn hơn người ta. Cộng thêm yêu hầu quyền có thể là bí thuật lúc võ đạo cổ đại hưng thịnh nên hơn xa tứ phương quyền, bốn phần phiêu thuyết trường. Hơn nữa tâm cảnh khi lăng hàn làm trí tôn, lý trường đan có dục ngựa cũng không theo kịp. Nhiều nhân tố cộng lại dù lý trường đan chiếm ưu thế tu vi hai mạch cũng vô dụng, chỉ có nước chịu đòn. Nhưng so với nhuế nguyên lượng thì lý trường đan chịu đòn dai hơn nhiều, ít ra vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, không giống nhuế nguyên lượng bị lang hàn một cước đá bay. Lý Trường Đan không đánh lại thì muốn rút lui, có đánh tiếp cũng chỉ tự rước nhục. Ra khỏi đại trận này là Lý Trường Đan có ưu thế nghiền áp về mặt lực lượng, nhất định có thể tìm một cơ hội trừ khử lang hàn. Phải khử hắn, tiểu tử này quá yêu nghiệt, Lý Trường Đan đánh một chiêu giả rồi xoay người chạy. Bùm, Lý Trường Đan bùng nổ lực lượng đạp chân một cái tăng tốc độ. Hiện giờ mọi người không nắm giữ thân pháp gì, bởi vậy tốc độ quyết định bởi lực lượng nên lý trường đan vừa bùng nổ liền chui vào sương mù lăng hàn không căng thẳng không đuổi theo hắn chắp tay sau đít đếm số một hai ba đếm đến chín thì thấy một bóng đen lao đến lý trường đan lăng hàn cười to bảo giơ nắm đấm phải trở về rồi đây là một đại trận mê huyễn tuy lý trường đan có bí bảo hạn chế phá giải miễn dịch nhưng gã chạy gấp gáp như thế bí bảo không kịp phát huy tác dụng vì vậy rõ ràng Lý Trường Đan lao lên trước nhưng thật ra là bị một vòng lại chạy về trước mặt Lăng Hàn. Cái gì, con người Lý Trường Đan nở to, nhưng gã dù sao là thiên tài, chợt cúi gập người né thoát cú đấm. Bốp, Lăng Hàn đá một cước vào giữa hai chân Lý Trường Đan. Á, à, Lý Trường Đan tu luyện thân thể cực kỳ mạnh, nhưng tu luyện cỡ nào cũng sẽ không tu chỗ đó. Lý Trường Đan cong người như con tôm, mặt trắng không chút máu, nhún mũi chân lảo đảo qua lại giường như đẩy một cái là gã té xuống đất ngay lăng hàn lắc đầu nếu bỏ lý trường đan vào nguyên thế giới thì còn lâu mới gọi là thiên tài chỉ có thể nói là mạnh hơn người bình thường một chút thế giới này mới chỉ khởi bước số lượng võ giả có hạn hơn nữa nơi nhỏ bé như cổ đạo tông không xuất hiện thiên tài thật sự cũng bình thường lăng hàn thấy nhàm chán vốn tưởng có thể đạp một thiên tài ai ngờ chỉ tốt hơn tài trí bình thường một xíu khiến hắn thất vọng lăng hàn lắc đầu nói chán chết lý trường đan rất muốn chửi um sùm Người chơi xấu đánh gã như vậy còn nói chán khỉ mốc. Gã là thiên tài số một cổ đạo tông, đánh bại gã là vinh quang vô hạn to lớn biết bao. Nhục hết sức nhục, nhưng Lý Trường Đan không mở miệng được, gã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đau chứng, thật chết người. Lăng Hàn vươn tay xé rách cổ áo Lý Trường Đan, thấy ngực gã treo mặt dây chuyền màu tím, một sợi dây sỏ xuyên qua. Lăng Hàn giật đứt sợi dây, mặt dây chuyền rơi vào tay hắn. Lý Trường Đan miễn cưỡng nói, trả, 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 hai chữ, cho ta, không cách nào thành câu. Lang Hàn cười nói, sư huynh thật nhỏ nhen, chẳng qua là mặt dây truyền điêu bằng khúc gỗ mục. Chúng ta là quan hệ gì mà sư huynh còn so đo tính toán cái này với ta? Lăng Hàn ôm vai Lý Trường Đan, làm bộ dạng chúng ta là bằng hữu tốt. Lý Trường Đan run rẩy giơ tay nhưng thân dưới đau đớn quá mãnh liệt, duỗi tay tác động đến chứng làm gã đau sắp lệ trào khỏe mắt. Đó không phải mặt dây truyền điêu bằng khúc gỗ mục mà bí bảo Lý Trường Đan kiếm trong cổ tích, có thể áp chế trận pháp. Cổ tích lục tục xuất hiện trên thế giới này, bên trong có trận pháp bảo vệ nên sợi dây chuyền rất thực dụng. Vô cùng quý giá, Lăng Hàn hơ mặt dây chuyền, cảm ơn Lý Sư Huynh, Lăng Hàn bước nhanh rời đi, Lý Trường Đan lắp bắp, trả, 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 gã nói mãi không ra chữ cho ta được, Lăng Hàn không quay đầu lại, cười lớn nghênh ngang đi. Sư Huynh keo kiệt quá, tặng đồ rồi sao còn đòi về. Mặt dây chuyền này có ý nghĩa rất lớn, cướp nó đi khiến Lý Trường Đan khó chịu còn hơn là bị đánh, hay thậm chí bị lột sạch đồ. Lăng Hàn cảm thấy tính cách của Lý Trường Đan là âm trầm giấu trong bụng, bị nhục nhã cũng nhịn được rồi tùy thời trả thù, giống như rắn độc. Nên Lăng Hàn chỉ lấy đi thứ quý giá nhất của đối phương, khiến Lý Trường Đan nhớ đến sẽ đau thấu tim gan. Sương mù khuếch tán rất nhanh che giấu Lăng Hàn biến mất trong tầm mắt của Lý Trường Đan. Lý Trường Đan mếu, chu lên như con sói bị thương. A, à, Lý Trường Đan sống 21 năm Trước lúc còn nhỏ xíu ra, khi gã bắt đầu tu luyện thì thành thiên tài mỗi người ngước nhìn. Nhiều năm qua Lý Trường Đan đã thói quen hưởng thụ người ta tôn sùng mình. Nhưng khoảnh khắc này, chỉ một trận chiến đánh tan mọi vinh quang của gã, biến thành hư vô. Cho Lý Trường Đan biết rằng gã không kiên cường như vậy. Lăng Hàn nâng mặt dây chuyền gần sát cẩn thận xem, mặt dây chuyền điêu bằng khúc gỗ màu tím, Lăng Hàn không nhận ra chủng loại cụ thể thế nào, dù sao hắn hiểu biết thế giới này đến từ quang não, không có giới thiệu đầy đủ hơn nữa đây rất có thể là tài liệu thời kỳ thượng cổ đã sớm tuyệt chủng mặt dây truyền trông khá cổ xưa rất bình thường thoạt trông không có gì lạ làm lang hàn bất ngờ là không có trận văn gì thứ này làm sao phá sương mù lang hàn phát hiện hắn cầm mặt dây truyền không có hiệu quả phải treo trên cổ nhưng dây đã đứt làm sao đeo chương ba năm đạo tử chắc không phải lý do này cần dán sát người lang hàn ngẫm nghĩ lau mặt dây truyền rồi nhét vào ngực thoáng chốc xương mù trước mắt lăng hàn tán đi quả nhiên lăng hàn trầm ngâm thật sự là vì dán sát thịt sao chưa chắc lăng hàn không phải người thường hắn từng xương hùng trong một thế giới dán sát người là vì hấp thu hơi ấm thân thể hay vì có máu xương thử xem sao nhỏ máu nhận chủ cũng thường thấy lăng hàn cắt rách ngón tay nhỏ vào mặt dây chuyền hắn cảm giác tay run nhẹ dường như từ mặt dây chuyền có thứ gì tuôn ra không nhìn thấy nhưng nó thật sự tồn tại Quỷ dị là trong khoảnh khắc máu dính trên mặt dây chuyền bị hút sạch như không có gì xảy ra. Lăng Hàn quan kỹ, phát hiện mặt dây chuyền càng mượt mà, tử khí lấp lánh như một miếng ngọc. Biến đổi không quá rõ ràng nhưng có thể thấy phạm vi xương mù bị xua tan biến rộng hơn, chứng minh nhỏ máu có hiệu quả, cường hóa mặt dây chuyền. Tại sao Lý Trường Đan không làm như vậy? Nhỏ máu nhận chủ ở trong tiểu thế giới, cổ giới hay tiên vực trong nguyên thế giới đều là chuyện rất bình thường, tại sao Lý Trường Đan không thử một lần? lăng hàn ngẫm nghĩ chợt mỉm cười thứ thường thấy trong nguyên thế giới nhưng ở đây thì sao đang yên lành ai chịu đổ máu dù sao võ đạo ở đây mới chỉ nổi lên phong trào mọi thứ còn trong thời kỳ mông muội mặc kệ nó dù sao mặt dây chuyền đã rơi vào tay hắn lý trường đang có nghiên cứu ra hay không chẳng liên quan gì hắn lăng hàn sải bước đi nhanh mặt dây chuyền nổi lên tác dụng xua tan sương mù trong vài thước dù không rộng nhưng đã đủ với hắn vì hắn có nghiên cứu sâu về trận pháp rất nhanh Lăng Hàn đến lối ra. Lăng Hàn thì thào, thấy ta là người đầu tiên ra ngoài có khi nào khiến nhiều người ngạc nhiên không? Lăng Hàn bước chân không trần trừ, chỉ mấy bước đã đi ra đại trận. Hạ Diệu Âm đang chờ đợi ở lối ra, trông thấy có người đi ra nàng bản năng cho rằng đó là Lý Trường Đan, nhanh nhẹn như chim bay về rừng lao lên. Trường Đan, Hạ Diệu Âm ngạc nhiên phát hiện người này không phải Lý Trường Đan mà là tiểu tử làm nàng nhục nhã trong tiệc sinh nhật của mình. Lối tại Lăng Hàn buộc nàng xin lỗi thị nữ đê tiệt, Mỗi lần nhớ đến là Hạ Diệu Âm cảm thấy mất mặt. Tuy Hạ Diệu Âm kịp lúc khựng lại nhưng Lăng Hàn vẫn làm động tác như người né, tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Hạ Diệu Âm cực kỳ khó chịu, nàng suýt tức chết. Lăng Hàn cố ý ra vẻ ngại ngùng nói, nghe nói Sư Tỷ và Lý Sư huynh sắp đính hôn, Sư Tỷ làm như vậy không tốt lắm, bộ dáng của hắn làm như thể vừa rồi Hạ Diệu Âm muốn lao vào ngực hắn. Hạ Diệu Âm sừng suốt sau đó chợt hiểu rằng Lăng Hàn đang trêu chọc nàng, làm nàng suýt phát cuồng. Hạ Diệu Âm cố nén tức giận, trầm giọng nói: "Tại sao là ngươi đi ra, Lý sư huynh đâu?" Lang Hàn cười nói: "Hình như ta có thấy Lý sư huynh gặp một vị sư muội bị khó khăn nên đang giúp người ta, bởi vậy ta ra trước." "Không thể nào." Tất nhiên Hạ Diệu Âm không tin, Lý Trường Đan biết cuộc tỉ thí này có ý nghĩa gì, vào lúc quan trọng như vậy làm sao gã có thể không phân rõ nặng nhẹ được. Hạ Diệu Âm lạnh lùng nói: "Ngươi nói nhảm, Lang Hàn không rảnh cãi nữa, tin hay không tùy." Đám đại nhân vật tôn kiếm phương trong tông đã đi tới, còn có đệ tử khác. Ai nấy biểu tình như gặp quỷ, Lăng Hàn là người đầu tiên đi ra đại trận, thắng hạng nhất tuyển chọn tự do. Tức là hắn là đạo tử của cổ đạo tông, hạ quan đầu tiên là giật mình sau đó không thể tin, cuối cùng bình tĩnh lại, khuôn mặt đen như nhọn nồi. Hạ quan rất thất vọng, vì tạo áp lực cho tôn kiếm phương làm hạ quan trả giá rất đắt suối dục đàm cảnh, lao phong, thích ngũ đồng ý giúp đỡ chế tạo cơ hội siêu tốt cho Lý Trường Đan, Hạ quan cho rằng với điều kiện như vậy ai có khả năng đấu lại Lý Trường Đan. Cố tình người đầu tiên ra từ cổ trận là Lăng Hàn. Chẳng khác nào nói hạ quan trả giá lớn như vậy kết quả khiến Lăng Hàn lên ngôi, làm đạo tử của cổ đạo tông tức là tông chủ đời tiếp theo. Phế vật, Lý Trường Đan đồ phế vật, Tôn Kiếm Phương cười lớn, lão đồng ý trước tiên quyết định người làm đạo tử, dùng cách như vậy là vì tràn đầy niềm tin vào Lăng Hàn. Quả nhiên Lăng Hàn không khiến Tôn Kiếm Phương thất vọng, Tôn Kiếm Phương xoay người tuyên bố với mọi người: bổn tòa tuyên bố lăng hàn là đạo tử của cổ đạo tông sau khi trở thành đạo tử của cổ đạo tông khiến lăng hàn nhận đãi ngộ cao hơn nhiều đầu tiên là chỗ ở của lăng hàn thay đổi từ chân núi chuyển lên dưới chân núi càng gần ngọn núi mặc dù tôn kiếm phương sáng lập cổ đạo tông nhưng thật ra chỉ phát hiện một bộ quyền kinh của cổ đạo tông tại đây không có được truyền thừa chính thức thiên địa biến dị cổ đạo tông chỉ lộ ra một chút đa số kiến trúc còn vùi trong lòng núi không phải cổ đạo tông không muốn đào móc mà bị trận pháp phong tỏa, không ai có năng lực đó. Nhưng sau khi chuyển lên vị trí mới, Lăng Hàn phát hiện quanh viện trồng cây không biết tên, bình thường không có gì khác lạ, sáng sớm tu luyện chúng nó ngưng tụ lực lượng thiên địa khiến trong sân dồi dào hơn. Nên tu luyện trong này hiệu suất tăng 20% chỗ cũ. Đừng thấy chỉ có 20%, tích lũy tháng này đã rất kinh người. Hèn gì Lý Trường Đan ham vị trí đạo tử như vậy, chỉ một điểm lợi này đã rất kinh người. Ngoài ra mỗi tháng Lăng Hàn được phát 100 viên ngọc tử, làm đệ tử bình thường một tháng chỉ được một viên. Đạo tử được truyền ba thức tứ phương quyền thật sự, tứ phương quyền gốc có uy lực lớn, sử dụng trong khi chiến đấu rất có thể cứu lại bàn thua trông thấy. Đương nhiên phải trong tình huống thực lực gần bằng nhau, nếu cách biệt cảnh giới quá lớn thì đừng nói ba chiêu, sử dụng chọn bộ cũng vô dụng. Giờ Lăng Hàn đã không vừa mắt tứ phương quyền, nhưng hắn cũng cần vũ khí bí mật, chiêu bí mật giấu đáy hòm. Lăng Hàn quyết định bình thường không sử dụng yêu hầu quyền, trừ phi không thể chiến thắng đối thủ. Lăng Hàn bỏ qua chút thời gian luyện tập tứ phương quyền, lực lĩnh ngộ từng là thiên tôn nên không khó hiểu thấu, rất nhanh hắn dung hội quán thông. Bộ quyền tháp này rất đơn giản, hiểu thấu liền thấu, không giống yêu hầu quyền tràn ngập biến hóa, mỗi lần tu luyện sẽ sinh ra lĩnh ngộ mới. Hai thứ không cùng một đẳng cấp, nhưng khu vực này chỉ ở vòng ngoài cùng cổ đạo tông, kiếm được quyền kinh tại đây làm sao cao cấp được. Chưa tới ngưỡng cửa công pháp nữa là, chương 3509, nhiệm vụ, Lăng Hàn thầm gật gù, thế giới này đến nay chưa có công pháp xuất thế, hoặc là có lẽ nhưng rất ít ỏi. Thời đại lớn tiến tới, có ngày không chừng sẽ xuất hiện nhiều công pháp, khi đó muốn vượt qua người đi trước sẽ rất khó. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để Lăng Hàn nhanh chóng bắt kịp người khác, chờ đến đỉnh thông mạch, hắn không tin với năng lực của mình tu luyện thua kém ai. Sau khi tôn kiếm phương tuyển ba thức tứ phương quyền cho Lăng Hàn, chờ hắn có điểm gì không hiểu chạy đi hỏi mình. Nhưng Tôn Kiếm Phương chờ dài cổ không thấy Lăng Hàn đến khiến lão ức chế. Chẳng lẽ ngộ tính của đạo tử này bỗng chốc rất xuống đáy cốc, mấy ngày trôi qua vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra chút gì từ ba thức tứ phương quyền sao? Tôn Kiếm Phương gọi Lăng Hàn đến hỏi tiến độ, Tôn Kiếm Phương hỏi: "Luyện quyền sao rồi?" Lăng Hàn khiêm tốn nói: "Tạm tạm." Tôn Kiếm Phương giận: "Cái gì gọi là tạm tạm?" Nhưng nhớ đến lúc trước Lăng Hàn yêu nghiệt, Tôn Kiếm Phương xì hơi. "Ngươi đánh cho ta xem, mặc kệ nắm giữ bao nhiêu." lăng hàn bắt đầu luyện ba thức tứ phương quyền được khóe môi tôn kiếm phương co giật thì ra đây là nguyên nhân lăng hàn không tìm lão tổ cha nó gặp quái vật hoàn toàn học hiểu tôn kiếm phương ngâm trong bộ quyền pháp này hàng trăm năm vậy mà không moi ra chút xíu khuyết điểm nào của lăng hàn ai có một số người bẩm sinh vì võ tôn kiếm phương chỉ có thể nghĩ như vậy lão dặn dò đi đi chăm chỉ tu luyện đừng lơi lỏng vâng lăng hàn đi về nhà chăm chỉ tu luyện hoán tuyết chạy lại gần Thiếu ra, thiếu ra, Lăng Hàn dọn đến đây hoán tuyết cũng đi theo, tiếp tục làm thị nữ nhỏ cho hắn. Mọi người cảm khái, ban đầu cảm thấy hoán tuyết bỏ thân phận đệ tử cổ đạo tông cứng đầu làm thị nữ là rất ngốc, nhưng giờ xem người ta có thể tu luyện ở chỗ chuyên dành cho đạo tử khiến bao nhiêu người hâm mộ. Lăng Hàn cười hỏi, có chuyện gì, hoán tuyết nói ra tin tức lớn, Lý Trường Đan và Hạ Diệu âm hủy bỏ đính hôn. Lăng Hàn khẽ ừ, không thấy lạ, Hạ ra xem trọng tiềm lưu xê của Lý Trường Đan cho rằng tương lai gã sẽ mang theo hạ gia cùng bay lên. Nhưng Lý Trường Đan thua trong cuộc chiến giành đạo tử, vì vậy hạ gia đổi ý. Lăng Hàn thì thấy hạ gia tầm nhìn hạn hẹp, mặc dù Lý Trường Đan mất vị trí đạo tử nhưng vẫn xem như nhân tài, sau này sẽ có tiền đồ phát triển không tệ. Đương nhiên nếu Lý Trường Đan không biết tốt xấu trăm trăm đối địch với Lăng Hàn thì tương lai chỉ có đường chết, quyết định của hạ gia không sai. Phải xem Lý Trường Đan chọn thế nào, làm sao Lý Trường Đan bỏ qua được trong mắt Lý Trường Đan thì mặt dây chuyền rất quan trọng, gã trải qua muôn vàn khó khăn mới có được, nó trợ giúp gã được đến rất nhiều cơ duyên, đây là trí bảo, vô cùng quan trọng. Nên tất nhiên Lý Trường Đan tìm đến Lăng Hàn đòi lại đồ. Lăng Hàn đóng cửa từ chối tiếp khách, cái người này đầu tiên là suối trịnh đồng phong đi dụ hắn xa đọa sau đó gợi lên thù hận của đám người đàm cao bác đối địch hắn, không bắt Lý Trường Đan bồi thường chút đồ sao được. Nơi này là nhà của đạo tử, ai dám xông vào lung tung. Lý Trường Đan không dám càn quấy, chỉ có thể tức giận chạy về. Qua trận này uy vọng của Lý Trường Đan trong cổ đạo tông rất xuống đáy cóc. Mọi người đang bàn tán Lăng Hàn mất bao lâu để hoàn toàn vượt qua thiên tri kiêu tử cũ này. Lăng Hàn biết tiếp theo Lý Trường Đan sẽ bí quá làm liều. Đối phương không dám làm gì trong cổ đạo tông, dù có gan cũng không làm được. Vì Lăng Hàn đã trôn ba cây trận cơ, thật sự có hiệu quả, biến nơi này thành một mê huyễn trận loại nhỏ nhưng không áp chế tu vi. Bấy nhiêu đã đủ mỗi ngày lăng hàn tu luyện công pháp luyện quyền thời gian còn lại nghiên cứu trận đạo trên thế giới này đan đạo và trận đạo gắn liền với nhau vì đổi nơi tu luyện càng tốt hơn nên lăng hàn tiến bộ nhanh mảng lớn hai tháng sau lăng hàn tu đến đỉnh ngũ mạch sau đó nhẹ nhàng cảm ứng được kinh mạch thứ sáu lăng hàn lại bị tôn kiếm phương kêu đến tôn kiếm phương nói có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi nhiệm vụ gì đi ngọc long khoáng động điều tra tình hình chỗ đó ngọc long khoáng động Tôn Kiếm Phương giải thích Sơ Lăng Hàn mới biết Cổ Đạo Tông có nhiều ngọc tử là khai thác từ khoáng động, đây là cơ sở để một tông môn phát triển liên tục. Ngọc Long khoáng động lệ thuộc Cổ Đạo Tông, nằm ở phía bên kia Hải Bình Sơn. Xung quanh không có thế lực khác nên không phái cường giả trấn thủ khoáng động này. Tuy nhiên Ngọc Long khoáng động đã nửa tháng không đưa ngọc tử đến. Lẽ ra mỗi cách 10 ngày Ngọc Long khoáng động sẽ đưa một mớ ngọc tử đến, đây là nguồn thu nhập lớn nhất của tông môn. Sau đó số ngọc tử này sẽ phân phối vào tay từng đệ tử. Nhưng bây giờ đã qua nửa tháng, đống ngọc tử mới nhất chưa đưa đến, khiến tôn kiếm phương chú ý. Vốn tưởng là thời tiết, chậm một, hai ngày thì được, nhưng đã trễ năm ngày thì hơi lạ. Phái lăng hàn đi chứ không phải trưởng lão nào vì muốn tạo dựng uy tín đạo tử cho hắn. Làm nhiều việc mới gây dựng uy vọng, khiến người tín phục được. Tôn kiếm phương đưa một tờ giấy màu vàng cũ kỹ. Đây là phù binh, nếu gặp nguy hiểm lớn hãy nhỏ máu vào nó rồi ném ra ngoài. Lăng hàn nhận lấy tờ giấy vàng, hơi ngạc nhiên. Phù binh, trong nguyên thế giới cũng có thứ giống vậy, đại năng dùng một phần sức chiến đấu của mình qua thủ đoạn đặc biệt bám vào đạo cụ, khi đối địch thì ném ra sẽ bộc phát uy năng đáng sợ. Nhưng không phải dùng máu dẫn phát mà là thần ý, tôn kiếm phương có thể chế tạo phù binh, tôn kiếm phương giải thích rằng, thứ này lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ, lão phu phát hiện trong phế tích cổ đạo tông. Phù binh như vậy không nhiều, vì năm tháng quá lâu nên uy lực sẽ bị giảm bớt, chỉ có thể đánh ra công kích thập mạch. Thập mạch có ý nghĩa gì? có thể phát kinh lực ra ngoài, nên chỉ là một tờ giấy nhưng có thể bộc phát ra đại uy năng. Tôn Kiếm Phương rất cưng yêu Lăng Hàn, ban cho hắn một tấm phủ binh đẳng cấp thập mạch, hắn đi điều tra tình hình khoáng động nho nhỏ chắc không có vấn đề gì. Lăng Hàn gật đầu nói, được rồi, ta lập tức xuất phát ngay. Hiện giờ Lăng Hàn là lục mạch sơ kỳ nhưng lực lượng đã cao đến một vạn bảy ngàn cân, có thể sánh ngang bát mạch sơ kỳ. Cộng thêm yêu hầu quyền, nếu lại đụng độ Lý Trường Đan dù không bị áp chế cảnh giới Lăng Hàn cũng miễn cưỡng đánh lại được. Nếu cộng thêm một tấm binh phù thì hắn tràn trề tự tin. Chương 3510, điều tra khoáng động, Tôn Kiếm Phương phất tay, "Đi đi, cẩn thận chút." Lăng Hàn về chỗ ở, sửa sang sơ, từ chối đề nghị muốn đi cùng của thị nữ nhỏ. Hắn cõng trường kiếm đi xuống núi. Lý Trường Đan kinh doanh nhân mạch nhiều năm, dù hiện giờ danh vọng của gã đã mất hết nhưng sâu trăm chân chết mà không cứng, không thể coi thường tên này sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lục mạch đấu cửu mạch, hơn nữa còn là đỉnh cửu mạch, Lăng Hàn không cho rằng mình có phần thắng, trừ phi ném ra phù binh. Nhưng mượn ngoại lực thắng là chiêu dùng cuối cùng, Lăng Hàn ngẫm nghĩ, hắn đi đường vòng xuyên qua núi rừng, chọn đường không có bóng người. Hiện Lăng Hàn có lực lượng hơn một vạn cân, trèo đeo vượt non dễ dàng hơn lúc trước nhiều. Mất chút sức, hai ngày sau Lăng Hàn đến gần Ngọc Long khoáng động. Vì khoáng động nên chỗ này dựng một thôn, thợ mỏ bình thường ăn ở tại đây, Ngẫu nhiên mới về trấn một chuyến. Thợ mỏ chỗ này đương nhiên đều là người thường, chỉ có 13 người trông coi là đệ tử của Cổ đạo tông. Một người là thủ lĩnh, tu vi bát mạch, thực lực không yếu, tỏa trấn ở đây dù có mãnh hổ đến cũng bị một đấm đánh chết. Lang Hàn vào thôn liền thấy kỳ lạ, dù bây giờ là buổi chiều, các thợ mỏ chắc làm việc trong hang. Nhưng nguyên cái thôn to lớn không phát ra chút tiếng động, yên lặng như thôn chết, khiến người cảm thấy không ổn. Người đâu? thợ mỏ vắng nhưng cũng phải có người thổi lửa nấu cơm đi. Lăng Hàn đi trong thôn, tay cầm trường kiếm, tuy hắn không nắm giữ trường kiếm gì nhưng trong tình huống này thì cầm kiếm tốt hơn. Vèo, gió núi thổi đến, rõ ràng là tháng chí mà cảm giác âm lạnh. Bước chân Lăng Hàn nhẹ nhàng đi từ đầu thôn đến cuối tháng, không thấy một bóng người. Hắn quan sát cẩn thận, không thấy dấu vết đánh nhau. Dường như người nơi này tự chạy đi nên không gây ra phá hoại nào, nếu gặp siêu cao thủ cũng không đến mức. Bình yên như vậy, Lăng Hàn từ cuối thôn tìm từng căn phòng. Không, không, không. Khi Lăng Hàn sắp đến đầu thôn thì phát hiện manh mối trong một căn nhà. Không biết có tính là manh mối không, có một miếng vảy, to cỡ móng tay, xem hình dạng không thể xác định rơi ra từ người động vật gì. Manh mối thứ hai là tanh hôi, chỉ một miếng vảy nhưng bốc mùi rất nồng. Lăng Hàn vì ngửi được mùi tanh nên mới tìm kiếm nguồn và nhặt được miếng vảy này. Chẳng lẽ có một loại hung vật xuất hiện, ăn sạch thôn dân nơi này? Có thể không? Chỗ này có 13 đệ tử cổ đạo tông, người mạnh nhất tu vi bát mạch, có hung vật gì họ không thể đánh lại. Thậm chí không một người sống sót, nếu lợi hại như thế thì hung vật cỡ cửu mạch, hay thậm chí là thập mạch. Lăng Hàn cao mày, nếu có hung vật như vậy xuất hiện, hắn điều tra sâu hơn rất có thể sẽ uy hiếp mạng sống của mình. a à, Lăng Hàn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, có người sống sót trở lại. Lăng Hàn đi ra cửa, xoẹt, một luồng sáng lạnh vụt qua chém xuống đầu Lăng Hàn. Một kích kia vừa nhanh vừa ác, lực lượng hùng hồn. Ở nơi quỷ dị kỳ lạ này tất nhiên Lăng Hàn sẽ không lơi lỏng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đón đánh nguy hiểm, lập tức giơ trường kiếm đỡ đòn. Đinh, một tiếng giòn vang, Lăng Hàn cảm giác tay phải hơi tê, nhưng cũng tiêu trừ một kích kia. Lại một luồng sáng lạnh ập đến, không chỉ có một kẻ tấn công, Lăng Hàn nhấc chân né qua một kích kia, cả người đau nhức. Va chạm một kích dẫn đến lực lượng sôi trào còn né tránh thì hơi miễn cưỡng. Đòn công kích thứ ba đã ập đến, Lăng Hàn dùng hết lực lượng, thân hình không thể nhúc nhích phải làm sao tiêu trừ đòn công kích không có gì là không thể lăng hàn vận chuyển công pháp hầu ca lực lượng trong kinh mạch lại vận chuyển thật khó tin cung cấp lực lượng liên miên không dứt cho hắn lăng hàn xoay hẳn người lại né qua đòn công kích thứ ba không có công kích lần bốn ba người xuất hiện trước mặt lăng hàn nhuế nguyên lượng dương phi và cả lý trường đan ba người này hợp tác với nhau lăng hàn ngẫm nghĩ thầm hiểu ra dương phi nhuế nguyên lượng bị lăng hàn nhục nhã thê thảm trong tuyển chọn tự do lý trường đan bị mất địa vị đạo tử còn vì vậy không thể làm nữ tế của hạ gia nên ba người hợp tác với nhau ha ha lý trường đan thật cẩn thận bản thân là cửu mạch nhưng không sơ sẩy hành động một mình ba người lý trường đan rất ngạc nhiên bọn họ đánh lén đông người có ưu thế tu vi vậy mà không thể tiêu diệt lăng hàn tiểu tử này có vận may kiểu gì nhuế nguyên lượng âm trầm nói ngươi may mắn thật mắt dương phi bắn ra tia sáng lạnh bớt nói nhảm với hắn đi tiêu diệt hắn dương phi hận chết lăng hàn hại gã lộ mông trước mắt công chúng khiến gã không dám gặp ai lăng hàn lắc đầu nói các ngươi thật là thận trọng quá bám theo ta suốt một đường đến tận đây nhuế nguyên lượng lạnh lùng cười lăng hàn hôm nay là ngày chết của ngươi chỗ này là nơi trôn xương ngươi nhuế nguyên lượng tấn công đầu tiên gã vung đại đao lấp lóe tia sáng lạnh chém vào cổ lăng hàn lực lượng bát mạch sôi trào, sức chiến đấu của nhuế nguyên lượng khá mạnh. Dương Phi cũng vùng kiếm chém vào lăng hàn, Lý Trường Đan không tấn công, gã như con rắn độc âm hiểu bắt giữ cơ hội di chuyển tốt nhất. Lý Trường Đan cẩn thận như vậy rất có lý, nếu lăng hàn ném ra phù binh, lực lượng thập mạch bùng nổ thì ba người có hợp tác cũng như không, có thể bị diệt gọn. Lăng hàn dơ trường kiếm, đinh 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 đinh, ba người liên tục pha chạm, lực lượng của lăng hàn không yếu hơn nhuế nguyên lượng bao nhiêu, so với Dương Phi thì hắn ngược lại cao hơn, nên một trọi hai không chút yếu thế. Nhưng Lăng Hàn chưa phải thập mạch, kinh lực không thể phát ra ngoài, vùng vũ khí không thể công kích gần thân, không cách nào phát huy uy lực yêu hầu quyền. Nếu không tay trái của hắn có yêu hầu quyền thì sức chiến đấu càng mạnh nữa. Dù vậy đã đủ làm người ta giật mình, lúc tuyển chọn tự do Lăng Hàn dựa vào cổ trận áp chế mới chiến thắng Dương Phi, nhuế nguyên lượng, còn bây giờ thì sao? Trong tình huống không bị áp chế chút tu vi nào, Lăng Hàn một trọi hai mà chỉ bị yếu thế một chút, quá yêu nghiệt. Lý Trường Đan biểu tình cực kỳ khó xem, mặc dù cảnh giới thấp dễ tu luyện nhưng không đến mức như Lăng Hàn, chỉ mất vài tháng ngắn ngủi đã đến độ cao mà người ta phải vài năm mới xông lên được. Lý Trường Đan đang do dự có nên ra tay không? Dương Phi la lên, Lý Sư Huynh còn đang trần trừ cái gì? Cùng nhau xử lý tiểu tử này đi. mười 3511, truy sát, nhuế nguyên lượng góp lời. Lý Trường Đan, đây là ý kiến của ngươi mà sao đến trước mắt lại băn khoăn. Nếu không có lý trường đan mạnh mẽ chân áp thì nhuế nguyên lược, Dương Phi không thể nào giết chết Lăng Hàn. Không đánh lại không biết chạy sao, lý trường đan khác với hai người này, gã suýt trở thành đạo tử nên hiểu rõ võ đạo nhiều hơn. Trong tay tôn kiếm phương rất nhiều bí bảo, lần này phái Lăng Hàn đi một mình có lẽ nào không ban cho hắn một, hai món bí bảo phòng thân. Tóm lại lý trường đan không tin, nên gã lo nếu không thể diệt gọn Lăng Hàn, bị hắn sử dụng bí bảo thì sẽ có hậu quả không thể đo lường không nói cái khác để lăng hàn trốn về tông thì lý trường đan sẽ mang tội mưu hại đạo tử chỉ có đường chết hôm nay hoặc chém chết lăng hàn hoặc buộc hắn lưu lạc góc trời không có cách nào nữa gã phải liều một phen không thì vinh quang thuộc về gã sẽ vĩnh viễn không quay về lý trường đan gật đầu nói được lý trường đan lùi mấy bước nhặt một hòn đá to cỡ bàn tay lên ném hướng lăng hàn không thể phát ra kinh lực ra ngoài nhưng có thể truyền lực lượng vào vũ khí ném ra ngoài. Vèo, lực lượng đỉnh cửu mạch cao 8.000 cân cộng thêm lý trường đan mạnh hơn cửu mạch bình thường, lực lượng cao đến 3 vạn 5 ngàn, gia cố vào một hòn đá dù không thể phát huy ra hết nhưng cũng được cỡ 2 vạn cân. Lực lượng này vượt xa giới hạn của Lăng Hàn, nếu chúng đòn chắc chắn đánh bay hắn. Lăng Hàn nghiêng người tránh né tảng đá, nhưng vì né tránh một kích mà hắn suýt bị đại đao của nhuế nguyên lượng chém chúng. Lăng Hàn sợ đứng tim vã mồ hôi như tắm, Cửu mạch ra tay, không phải đùa. Nhuế nguyên lượng, Dương Phi rất bất mãn hành động của Lý Trường Đan nhưng dù sao làm vậy đã nghiêm trọng quấy dày Lăng Hàn, nên hai người không cào nhau gì. Chỉ cần giết Lăng Hàn là được, mất thời gian chút cũng không sao. Vù 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 vù, Lý Trường Đan liên tục ném hòn đá, độ chính xác rất chuẩn, làm Lăng Hàn phân tâm chú ý và né tránh. Không thể dùng binh khí đỡ, cách biệt lực lượng quá lớn, có lẽ chúng đòn sẽ làm trường kiếm bay ra khỏi tay hắn nhưng cứ như thế khiến uy lực của nhuế nguyên lượng lớn hơn đòn công kích của dương phi càng không thể bỏ qua cứ thế này không phải cách hay lăng hàn cao mày chẳng lẽ phải sử dụng phù binh sao vấn đề là không thể vận chuyển phù binh lâu lý trường đan đứng bên ngoài ném cục đá rất dễ bỏ chạy khi đó chờ năng lượng phù binh dùng hết thì lý trường đan có thể quay ngược về lúc đó lăng hàn mới chết thật veo lại một tảng đá bay tới kèm theo gió rít tốc độ quá nhanh gần bằng vận tốc âm thanh có tiếng âm bạo thanh âm đẻ ép hóa thành thực chất. Đi, lăng hàn thét dài, chợt lao ra khỏi chiến đoàn cắm cổ chạy như bay. Dương Phi, nhuế nguyên lượng rượt theo, trốn đi đâu, Lý Trường Đan cũng truy kích nhưng giữ khoảng cách, veo. Một tảng đá bay tới với vận tốc nửa âm thanh đuổi theo Lăng Hàn, đập trúng lưng hắn. Lăng Hàn nghiêng người né nhưng cũng vì vậy trượt khựng lại, bị Dương Phi, Nguyễn Nguyên Lượng bắt kịp tấn công dồn dập Tổ cha nó, Lăng Hàn chửi thầm trong bụng, hắn không có cách nào, cửu mạch quá mạnh chỉ một mình lý trường đan là hắn đã không đánh lại kết quả thế này rất bình thường lăng hàn không thể học được trận pháp cổ không thì bày ra một đại trận kéo tu vi cả đám xuống cùng đẳng cấp dù ba người này có liên hợp thì làm được gì lăng hàn chạy tiếp đánh nhau trong khu vực rộng rãi này lý trường đan ném đá mang lại uy hiếp rất lớn nơi này như kho vũ khí trời sinh đá đầy giấy không cần lo dùng hết cục đá rất nhanh một hang núi đen ngòm đập vào mắt lăng hàn nó toát ra hơi thở âm u như thể vào trong rồi sẽ không ra được nữa. Đây là lối vào ngọc long khoáng động, lăng hàn cắn răng lao vào trong hang. Nếu ở trong khoáng động thì uy lực ném đá của Lý Trường Đan bị đất đai hạn chế nhiều, không nói cái khác, tia sáng mở tối thì khó ném chính xác. Lý Trường Đan la lên, ngăn cản hắn, nhưng tốc độ của nhuế nguyên lượng, Dương Phi không mau bằng lăng hàn, làm sao cản lại. Lý Trường Đan bất đắc dĩ đành bùng nổ lực lượng, tốc độ của gã vọt lên cao đến tột đỉnh, sau lưng xuất hiện nhiều lớp sóng âm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười lớn lấy ra binh phù, Lý Trường Đan thấy thế liền khựng lại. Lý Trường Đan có kiến thức uyên bác gã nhận ra đó là một tấm phù binh, gã từng thấy ở chỗ hạ quan. Người chế tạo phù binh khác nhau thì uy lực phù binh cũng khác. Có thể đoán được tấm phù binh này là Tôn Kiếm Phương đưa tặng, nên uy lực tuyệt đối kinh người. Lý Trường Đan ngừng lại kịp lúc, không muốn thừa thắng xông lên. Lăng Hàn thì bùng nổ lực lượng bay nhanh vào khoáng động nhuế nguyên lượng giống to lý trường đan cái tên này rõ ràng là cửu mạch dốc hết sức thì lăng hàn làm gì có cơ hội chạy trốn là tiểu tử này đề nghị truy sát lăng hàn nhưng cũng là tiểu tử này có tay cóng chân không hiểu nổi gã sợ cái gì sợ tội danh giết đạo tử nhưng dù lăng hàn chết trong tay nhuế nguyên lượng hoặc dương phi thì lý trường đan không thể đứng ngoài chối trách nhiệm được ba người là châu chấu cột chung sợi dây ngu quá người như vậy có thể làm đạo tử trong khoáng động tia sáng mờ tối địa hình phức tạp bởi vậy Dương Phi, Nguyễn Nguyên lượng ngừng lại ngay. Không thể lung tung đuổi theo, sợ sẩy một cái sẽ đánh mất luôn mạng nhỏ của mình. Lý Trường Đan lạnh nhạt nói, đuổi theo, Nguyễn Nguyên lượng liếc Lý Trường Đan, tức giận nói, nếu không tại ngươi không dốc hết sức thì tiểu tử kia đã sớm chết. Dương Phi thì giận mà không dám nói, gã chỉ là thất mạch, không có bối cảnh gì. Ánh mắt Lý Trường Đan lạnh lùng nói, bây giờ nói lời này có ý nghĩa gì? Giờ chúng ta cần một lòng giải quyết lăng hàn, không thì sẽ không có ngày lành trong tông. Nhuế Nguyên Lượng hỏi, nếu gặp lại tiểu tử kia thì ngươi còn có tay cóng chân không? Lý Trường Đan trả lời, đương nhiên không, được rồi, ba người cùng tiến lên đi vào khoáng động. Ban đầu khoáng động không có lối rẽ, bọn họ chỉ cần đi về phía trước là được. Nơi này thật âm u, hơi lạnh thấu xương, Lý Trường Đan trầm ngâm nói, đây là khoáng động, âm lạnh là rất bình thường. Được rồi, đừng suy nghĩ mấy chuyện không liên quan nữa, mục tiêu của chúng ta chỉ có một nhưng đi một lúc sau trước mặt bọn họ có lối rẽ. Dương Phi hỏi, đi bên nào đây, trong khoáng động này không thể để lại dấu chân, nên bọn họ không biết đi con đường nào. Trường 3512, quái vật, đừng gấp, Lý Trường Đan lấy một cái hộp ra, mở nắp, bên trong có con cóc màu ngọc. Lý Trường Đan đặt con cóc xuống đất, kỳ dị là con cóc kêu ộp ộp hai tiếng hướng đường bên trái. Dương Phi, nhuế nguyên lượng tặc lưỡi lấy làm kỳ, đây đúng là thứ tốt để truy tung. Rất nhanh bọn họ lại gặp lối rẽ, Lý Trường Đan tiếp tục lấy con cóc ra dẫn đường. Lăng Hàn quẹo cua mấy lần thì ngừng lại, thế này đã đủ thoát khỏi truy binh phía sau. Giờ Lăng Hàn cần chờ, đợi khi bọn họ vào lối rẽ hắn liền trở về, rời khỏi chỗ này. Tất cả thợ mỏ cộng thêm trông coi là bao nhiêu người? Hiện tại tất cả biến mất, không biết là bị ăn hay đã bị bắt, thật kỳ dị. Trong tình huống này Lăng Hàn nào dám vào sâu trong khoáng động? nhưng một lúc sau lăng hàn nghe tiếng bước chân vang rõ ràng trong không gian nơi này a à, ba người kia đuổi theo đến lăng hàn bất ngờ hắn nghe rõ ràng có ba tiếng bước chân thì khả năng là ba người lý trường đan rất lớn kỳ lạ đã đi qua bảy lối rẽ mà sao bọn họ có thể đuổi theo chính xác không lẽ trong ba người có kẻ có mũi chó lăng hàn lại nhít người đi một lúc trước mắt có lối rẽ lăng hàn chọn đường bên trái đi một lúc trước mặt lại có cua quẹo hắn chọn bên phải trong khoáng động không hoàn toàn tối đen mỗi một khoảng cách treo một ngọn đèn bằng điện nạp điện một lần có thể sử dụng khoảng một tháng bởi vậy tuy đã qua nửa tháng nhưng đèn chưa tắt lăng hàn chạy một canh giờ thì dừng lại nghỉ ngơi cảm giác người nóng hổi nếu chạy tiếp e rằng mạch máu của hắn sẽ nổ tung nhưng mười mấy phút sau lăng hàn nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ đằng sau tổ cha nó lăng hàn quyết định không chạy nữa ai sợ ai lăng hàn móc ra phù binh yên lặng chờ đợi ba người mà xuất hiện là hắn sử dụng ngay Đặc biệt là Lý Trường Đan, bị thương nặng gã rồi thì không e ngại gì nữa. Lăng Hàn núp trong góc tối, chỗ này dường như đã vượt qua cực hạn khai thác nên vách hang không treo đèn. Luồng gió tà thổi đến, Lăng Hàn cảm thấy người lạnh lẽo, dường như máu bị đông lại. Nên biết Lăng Hàn đã thông lục mạch, lực lượng gần 2 vạn cân, tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thế mà giờ hắn cảm giác máu sắp đông lại. Không đúng, tại sao có gió lạnh thổi đến? Nếu chỗ này mới được đào ra thì bóng tối phía sau là tận cùng nhưng có gió thổi qua chứng minh cái gì. Thợ mỏ không ngừng đào sau đó đụng chúng hố ngầm dưới lòng đất. Quỷ biết trong hố có cái gì, không chừng thợ mỏ, trông coi biến mất liên quan đến nó. Khoan, có mùi hôi nghẹt mũi kèm theo, lăng hàn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãn hơ liệt, hai chân gồng sức vèo một tiếng lao ra ngoài. Bốp, vách hang mà lăng hàn dựa lưng vào bị lõm, một thứ đỏ như máu, giống trường thương cắm vào vách hang. Lăng hàn nhe răng, nếu mới rồi hắn phản ứng chậm chút thì sau gáy đã bị xuyên thủng veo thứ đỏ như máu rút về, một vật khổng lồ chậm rãi bỏ ra từ bóng tối. Đây là một con thần lằn, chiều dài tính luôn cái đuôi khoảng hơn 2 trượng, cả người màu đỏ sậm, phải bao trùm, trên đầu có màu gà đỏ lớn. Thứ suýt lấy mạng lăng hàn là lưới của nó, ghê gớm, phun lưỡi ra giống trường thương, đá cứng cũng bị xuyên thủng, quá khủng bố. Tim lăng hàn rất cái bịch, có ít cây ít nào thôn dân biến mất là vì bị con này ăn thịt không? Tiếng bước chân từ sau lưng càng lúc càng gần, Lăng Hàn lập tức xoay người chạy, Lý Trường Đan, Nhuế Nguyên Lược, Dương Phi xuất hiện. Khi thấy Lăng Hàn thì ba người lộ vẻ vừa giật mình vừa vui mừng. Rốt cuộc tìm được rồi, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Lăng Hàn chẳng những chủ động ra đón còn cười tâu, như thể ba người không phải đến giết hắn mà là bằng hữu tốt nhất của hắn. Rất quỷ dị, mặt ích kỷ của Lý Trường Đan lập tức lộ ra ngoài, gã cực kỳ kiêng rẻ phù binh trong tay Lăng Hàn, cho rằng đối phương cố ý đến gần là muốn dùng phù binh chấn giết bọn họ. veo Lý Trường Đan khựng lại, Lý Trường Đan ngừng lại bỗng chốc tách rời khỏi Nhuế Nguyên Lượng và Dương Phi. Lăng Hàn lao nhanh ra sáp lá cả với hai người, đinh 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 đinh, binh khí va chạm, Lăng Hàn chút hiếu chiến sông vào khoảng cách giữa hai người. Nhuế Nguyên Lượng, Dương Phi sửng sốt, bố tiên sư cha nhà nó, tại sao Lý Trường Đan lại dở trò cũ? Nhưng bây giờ Lăng Hàn vừa lúc kẹt giữa ba người, tự chui đầu vô lưới. Hay, Nhuế Nguyên Lượng, Dương Phi xoay người lại lao vào Lăng Hàn. Lý Trường Đan đang băn khoăn có nên ra tay hay không thì bỗng biến sắc mặt, vì gã nhìn thấy một con thằn lằn đỏ rực hô chân ngắn nhưng tốc độ nhanh khó tả đến gần bọn họ. Phụt, thằn lằn phun ra đầu lưỡi như cây trường thương đâm vào sau lưng Dương Phi rồi xuyên qua trước ngực, vòi máu phun ra. Dương Phi giấy ruộng hai cái rồi tứ chi rũ xuống, nghẹo cổ. Nguyễn Nguyên lượng cách gần nhất nên thấy tận mắt cảnh này, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dương Phi chỉ kém hơn Nguyễn Nguyên lượng một mạch, vậy mà không có chút sức đánh lại con thần lằn lớn, bị diệt gọn. Vậy thì nhuế nguyên lượng cách con thần lần gần như thế càng nguy hiểm biết bao. Nhuế nguyên lượng sợ hãi đến không suy nghĩ được gì nữa, gã dốc hết sức lao lên đuổi theo lăng hàn. Chỉ cần chạy nhanh hơn lăng hàn thì hắn sẽ là mục tiêu công kích đầu tiên của thần lần, gã có hy vọng chạy trốn. Lý trường đan thở phào, con thần lần vừa tấn công gã liền kết luận tu vi của hung vật cỡ cửu mạch, gã hoàn toàn không sợ. Lý trường đan thầm lấy làm lạ là tại sao trong phạm vi cổ đạo tông có con yêu thú, còn cao đến cửu mạch, nhưng bây giờ lý trường đan không có thời gian suy nghĩ nhiều gã ném ngay một cục đá ra ngoài lý trường đan định ngăn cản lăng hàn khiến con thằn lằn lo giết hắn gã hỗ trợ thêm là được veo cục đá vợi vận tốc gần bằng âm thanh bắn nhanh đến lực lượng vô cùng đáng sợ lăng hàn không dám đón đỡ lắc người né qua một kích kia nhuế nguyên lượng mừng rỡ bị lý trường đan ngăn cản buộc lăng hàn ngừng lại cho gã cơ hội vượt qua vì bảo đảm khiến lăng hàn lót đằng sau nhuế nguyên lượng vung đao chém vào đầu hắn. Nếu Lăng Hàn đỡ nhát đao này thì nhuế nguyên lượng trăm phần trăm lướt qua hắn. Lăng Hàn hừ mũi giơ tay phải lên, trường kiếm bắn hướng nhuế nguyên lượng. Làm một nam nhân trải qua muôn vàn khó khăn thành trí tôn, ngộ tính chiến đấu của Lăng Hàn vô cùng kinh người, cực kỳ quyết đoán. Nếu đổi lại nhuế nguyên lượng thì bây giờ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ binh khí trong tay. Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và phàm tục. Trường 3513, ngụy Quân Tử, nhuế nguyên lượng bất đắc dĩ, khoảng cách quá gần, gã làm sao né thoát, chỉ đành dơ ngang đao né đường kiếm này. Đinh, trong tiếng giòn vang, quả nhiên nhuế nguyên lượng cản được nhát kiếm này nhưng cũng mất cơ hội ngăn cản lang hàn tiến lên. Xoẹt, con thằn lằn màu đỏ lại tấn công, nó phun lưỡi ra như trường thương, mục tiêu thẳng hướng nhuế nguyên lượng. Nhuế nguyên lượng giật nảy mình, vội hôi đao kịch chiến với con thằn lằn màu đỏ. Bùm 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 bùm, thằn lằn màu đỏ có lưỡi rất cứng rắn, trực diện lưỡi dao mà không bị đứt hơn nữa đầu lưỡi rất nhanh nhẹn, sau khi va chạm với đại đao liền biến mềm mại như cây roi quất vào nhuế nguyên lượng. Chỉ vài chiêu nhuế nguyên lượng đã luống cuống tay chân, gã chưa từng gặp đối thủ như vậy, kiểu công kích kỳ dị, có ưu thế về lực lượng. Nhuế nguyên lượng phỏng chừng mình chỉ chống cự 10 chiêu rồi sẽ như Dương Phi bị đầu lưỡi như trường thương đâm thủng tim. Nhuế nguyên lượng hét to, gã không muốn chết, Lý Trường Đan cứu ta với, mau cứu ta, Lý Trường Đan trần trừ nhưng không ra tay nếu gã cứu nhuế nguyên lượng thì phải đánh với thần lằn màu đỏ lăng hàn có thể thừa dịp bỏ chạy hừ vậy sao được nhuế nguyên lượng chết rồi thì thôi một kẻ bị thích ra buông bỏ trừ tu vi bát mạch đáng xem ra còn tác dụng gì nhuế nguyên lượng chết thì mục tiêu công kích của thần lằn màu đỏ là lăng hàn bị công kích siêu mạnh cửu mạch tấn công thì hắn sẽ chết hoặc dùng hết tấm phủ binh sau đó lý trường đan xông lên thì lăng hàn chỉ có đường chết nhuế nguyên lượng người hãy hy sinh đi veo Lý Trường Đan lại ném một cục đá cản tốc độ tiến lên của Lăng Hàn. Bà nội cha nó, Lăng Hàn chửi tục, nhưng hắn phải né một kích kia. Nhuế Nguyên Lượng tức giận quát, Lý Trường Đan, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Nhuế Nguyên Lượng thật sự không chống nổi nữa, lực lượng một mạch áp chế, công kích của thần lằn màu đỏ xảo quyệt quỷ dị, gã không chịu nổi. Phụt, ngực Nhuế Nguyên Lượng nổ tung huyết hoa, một đầu lưỡi dài xuyên qua. Mắt Nhuế Nguyên Lượng nhìn Lý Trường Đan chằm chằm, có thể cứu mà không cứu, gã tràn ngập oán niệm, chết không nhắm mắt. Lăng Hàn chú ý thấy đầu lưỡi thần lằn mọc nhiều móc ngược, một kích kia chẳng những chí mạng hút hết máu đầu tim của nhuế nguyên lược, không thì máu phun ra đã chẳng ít như vậy. Lăng Hàn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì thần lằn màu đỏ lại công kích, mục tiêu lần này là hắn. Lăng Hàn đỡ, hắn thi triển yêu hầu quyền, thế một cổ hồng hoang bá mãng chuyển động, uy lực kinh người. Lại là bộ quyền pháp này, Lý Trường Đan thấy hết, lúc trong cổ trận gã bị bộ quyền pháp này đánh bại, không thì gã chiếm ưu thế về lực lượng làm sao thua cho Lăng Hàn được. Lý Trường Đan nhìn chăm chú, bị rung động, rõ ràng lực lượng của Lăng Hàn kém cỏi nhiều nhưng dựa vào quyền pháp chống cự qua nhiều chiêu, thật là khó tin. Lý Trường Đan tràn ngập tham lam, bộ quyền pháp này có uy lực cao hơn tứ phương quyền nhiều. Quyền pháp càng cao minh thì tốc độ tu luyện càng mau, gã tin tưởng Lăng Hàn dựa vào quyền pháp đó nên tu vi mới tiến bộ mau vậy. Có lẽ trên người Lăng Hàn vốn giấu quyền phổ. Lý Trường Đan chuyển chú ý sang thần lần màu đỏ. Lăng Hàn chết chắc, tiếp theo gã khó tránh khỏi chiến đấu với con yêu thú này. Tệ lắm gã phải cướp lại xác của Lăng Hàn, nên cần tìm hiểu cách công kích của thằn lằn màu đỏ. Lăng Hàn cau mày, hắn cố gắng chống đỡ nhưng lực lượng cách biệt quá lớn. Hơn nữa lưới của con yêu thú giống món bảo khí, vừa nhu vừa cương, khó chống đỡ. Cứ tiếp tục thế này Lăng Hàn cùng lắm chỉ chống được 50 chiêu. Thôi đành, dùng tuyệt chiêu, Lăng Hàn thầm thở dài, hắn không ngờ mau vậy phỉ sử dụng phù binh kia. Hết cách, nếu không dùng chẳng lẽ giữ lại chôn chung sao? Lăng Hàn giơ tay lên bắn ra lá bùa màu vàng, xoẹt, ánh sáng vàng lấp lánh tỏa sáng chói lòa, phù binh bắn ra, ánh sáng lấp lánh hóa thành một hình người màu vàng, như đúc bằng hoàng kim, nhấp nháy ánh sáng chói mắt. Lăng Hàn mơ hồ cảm giác mình và hình người có chút liên kết, có thể tuyển ý niệm khiến nó công kích ai. Vì trên lá bùa có máu của Lăng Hàn, nên hóa thành phù binh liên kết thần ý với hắn. Bùm, phù binh hoàng kim tấn công nghênh hướng con thần lằn màu đỏ phù binh đẳng cấp thập mạch, lực lượng mạnh hơn, có thể phát kinh lực ra ngoài, không cần đụng vào. Thần lằn màu bị đánh bay ra ngoài, hơi khó tin, rõ ràng thần lằn màu đỏ chỉ yếu hơn một mạch, nhưng bây giờ không có chút sức đánh lại. Vèo, thần lằn màu đỏ phun lưỡi dài hóa thành cây thương lại công kích. Phòng ngự của thần lằn màu đỏ hơi kinh người, bị trúng một đòn nhưng không tổn thương. Phù binh hoàng kim giơ nắm đấm, bùm, lại một đấm đánh ra, thế đi của lưỡi dài bị cản lại rồi bật ngược về chuyển sang mềm nhũn may mắn đầu lưỡi này vừa cứng vừa mềm được không thì bị nắm đấm oanh kích đã đứt gãy bùm 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 phù binh hoàng kim chủ động tấn công liên tục oanh kích vào thằn lằn màu đỏ lý trường đan cười nhạt quả nhiên gã không xông tới là đúng nếu đụng phải cường giả thập mạch thì chỉ vài cái là gã bị diệt ngay lý trường đan không có phòng ngự dày như thằn lằn màu đỏ có thể chịu đựng cường giả thập mạch liên tục công kích tại sao nói thập mạch có thể xưng vương giả vì có ưu thế nghiền áp tuyệt đối với võ giả dưới cửu mạch Lý Trường Đan sẽ không đứng ngó chơi. Vèo, Lý Trường Đan ném đá vào Lăng Hàn. Bùm, phù binh Hoàng Kim từ xa đấm nát cục đá, quyền trái đấm vào con thằn lằn màu đỏ, lấy một trọi hai vẫn chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Lăng Hàn thở dài, Lý Trường Đan rất cẩn thận, luôn giữ khoảng cách không đến gần. Nếu Lý Trường Đan nhúc nhích, không đợi phù binh Hoàng Kim đuổi bắt gã đã bị con thằn lằn màu đỏ giết trước rồi. Nên Lăng Hàn phải lo đối phó con thằn lằn màu đỏ trước. Con hung vật này rất lợi hại, da dày, bị thập mạch công kích liên tục mà không tổn thương gì lớn, chỉ dụng nhiều vảy. Công nhận đổi lại nhân loại ăn nhiều đòn như thế đã bị đấm nát bấy nội tạng. gì hiện tại là yêu thú chiếm cứ thế giới này, nhân tộc chỉ có thể chia cắt địa phương nhỏ kéo dài hơi tàn. Chiến đấu cùng đẳng cấp thì yêu thú chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng giờ thằn lằn màu đỏ toàn bị đánh, vương giả thập mạch phát kinh lực ra ngoài, không cho thằn lằn màu đỏ có cơ hội đến gần. Mặc kệ thần lằn màu đỏ có khí lực mạnh đến đâu cũng không chịu nổi hành hạ như vậy chương 3514, Phù binh phát huy. Thật ra thần lằn màu đỏ rất hung tàn, đến mức này rồi còn không lùi, dường như muốn chịu đựng đến khi dùng hết năng lượng phù binh sau đó nuốt sống lăng hàn. mợ nó, có cần như vậy không? Lăng hàn không biết nên nói cái gì. Đối với hắn thì trạng thái lý tưởng nhất là phù binh hoàng kim đuổi thần lằn màu đỏ đi, sau đó tổn hại nặng lý trường đan, vậy là hắn sẽ nắm giữ quyền chủ động. Lý trường đan cười lớn, ha ha ha, Lý Trường Đan liên tục ném đá buộc phù binh Hoàng Kim phải phân ra một phần lực lượng hóa giải, giảm bớt áp lực cho Thần Lằn Màu Đỏ. Chỉ cần Thần Lằn Màu Đỏ câu giờ làm tiêu hao hết lực lượng của phù binh, vậy là Lý Trường Đan có thể thuận lợi thu thập tàn cục. Tin tưởng đến lúc đó Thần Lằn Màu Đỏ cũng người đầy vết thương không chịu nổi một kích. Nhưng Vương Giả đâu dễ đối phó vậy được, quả nhiên phù binh Hoàng Kim mãnh liệt sát phạt, rất nhanh Thần Lằn Màu Đỏ toàn thân đẫm máu. Máu của nó quá hôi, Lăng Hàn không kiềm được bịt mũi. Dường như người nhiều sẽ bị trúng độc. Con thần lằn to này sợ chiến, lòng tham bắt mồi không đánh lại bản năng sinh tồn, nó bắt đầu lùi. Bây giờ muốn chạy, Lang Hàn nổi giận, hắn điều khiển phù binh hoàng kim truy sát nó. Nếu thần lằn màu đỏ sớm chạy trốn có lẽ còn chút xíu cơ hội, vì khoáng động địa hình phức tạp, chỉ cần cắt đuôi Lang Hàn là mối uy hiếp từ phù binh hoàng kim tự động biến mất. Giờ thì thần lằn màu đỏ bị thương quá nặng, dọc đường đi không ngừng chảy máu, trong trạng thái này nó làm sao trốn thoát phù binh hoàng kim truy sát được? chỉ vài bước nó đã bị đuổi theo, Bum 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 bùm bùm, cú đấm liên tục đánh cho thằn lằn màu đỏ rụng vảy. Ong 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 ong, phù binh hoàng kim chợt dùng đại chiêu, vốn sáng nhấp nháy bỗng cực kỳ rực rỡ, sau đó đánh một đấm ra đoàn sáng vàng như lửa cháy. Một kích kia cực kỳ khủng bố, có thể thấy đá vụn dưới đất bay ngược lên lơ lửng trên bầu trời, trong trạng thái không trọng lực. Đoàn sáng vàng đánh ra, những đá vụn bay ra ngoài vèo vèo như đạn đá vô tận. Ánh sáng vàng bắn tới, con thần lằn màu đỏ phát ra tiếng giết chát chúa, tứ chi mềm nhũn không nhúc nhích nữa. Đá vụn bắn tới, thần lằn màu đỏ không né tránh được bị bắn thủng lỗ chỗ. Chủ yếu vì vậy trên người nó đã bị rụng gần hết, khiến lực phòng ngự giảm bớt, ăn thêm đại chiêu rốt của oanh sát con hung vật ra bã. Rốt cuộc giải quyết, lang hàn xoay người lại, phù binh hoàng kim cũng quay người trực diện Lý Trường Đan. Lý Trường Đan bình tĩnh nói, sư đệ, phù binh của ngươi còn chống đỡ bao lâu? Quả nhiên tên này biết phù binh, hèn gì lúc trước luôn rụt rè sợ hãi. Nhưng biết vũ khí bí mật mà không dùng thì sức uy hiếp lớn, nếu đã sử dụng tức là lật ngửa át chủ bài, cho người có cách ứng đối. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, người cứ nói đi, động ý niệm, phù binh Hoàng Kim lập tức xông vào Lý Trường Đan. Lăng Hàn cũng nhích người theo, hắn cảm giác phải cùng phù binh Hoàng Kim trong một phạm vi nhất định không thì ý thức kết nối sẽ đứt đoạn, hắn không thể chỉ huy phù binh được nữa. Lý Trường Đan cười lớn lùi nhanh, gã không mau bằng phù binh hoàng kim nhưng không sao hết, miễn không chậm hơn lăng hàn là được. Phù binh hoàng kim không thể rời xa phạm vi lăng hàn chỉ huy, nên lý trường Đan ứng đối nhàn nhã. Chỉ một lúc sau lăng hàn phát hiện ánh sáng trên người phù binh hơi tối. Lực lượng sắp dùng hết, lang hàn dứt khoát xoay người chạy. Sau khi chiến đấu với thần lằn màu đỏ lăng hàn liền biết hiện tại không thể đánh lại cửu mạch, đặc biệt là đỉnh cửu mạch giống lý trường đan thực lực vượt qua đẳng cấp bình thường quả nhiên phù binh hoàng kim chỉ đánh tiếp một đấm rồi người mở ảo cuối cùng hóa thành luồng sáng biến mất lý trường đan quay lại đuổi theo lăng hàn lăng sư đệ thứ nợ ta nên trả lại đi lăng hàn chạy nhanh đuổi kịp ta rồi tính lý trường đan cười nói đừng nói mở ám vậy sẽ khiến người hiểu lầm lăng hàn một đường chạy như điên khoáng động địa hình phức tạp cứ một chốc sẽ có lối rẽ giảm thấp uy hiếp ném đá của lý trường đan nhưng không thể bỏ qua nó hoàn toàn hết cách trong khoáng động còn giải rác ngọn đèn cung cấp ánh sáng, không ảnh hưởng quá lớn đến mức độ chính xác của Lý Trường Đan. Lăng Hàn cắn răng chạy tới trước, rất nhanh đằng trước xuất hiện bóng tối sâu thăm thảm, Lăng Hàn không chút do dự lao vào, Lý Trường Đan nhướng mày, trong môi trường tối tăm như vậy gã chỉ có thể ném đá lung tung, và lỡ như bị người đánh lén thì sao? Sẽ không điều tra được, nhưng chỉ giây sau Lý Trường Đan đã đặt quyết tâm, tốc độ không hề chậm lại. Không sao hơn, Lăng Hàn đi ở đằng trước, nếu còn có hung vật thư kích thì nó sẽ tấn công hắn trước, hắn như cục đá dò đường. Lý Trường Đan nhàn nhã nói, mọi thứ nằm gọn trong lòng bàn tay của gã. Lăng sư đệ chạy nhanh vậy làm gì? Chúng ta từ từ tâm sự đi. Lăng hàn trào phúng, ngụy quân tử, quên từng bị ta đánh khóc, còn mặt dày ra oai trước mặt ta. Nghe câu này Lý Trường Đan biến sắc mặt. Trận chiến với Lăng Hàn trong cổ trận là kinh nghiệm nhục nhã nhất của Lý Trường Đan, bị đánh chứng hai lần, lúc gã về nhà kiểm tra bác sĩ nói có một chứng bị liệt đây là một lý do khác hạ ra hủy bỏ hôn lễ không thể bảo đảm sinh con được thì cần nữ tế này làm gì tất cả chỉ tại lăng hàn lý trường đan âm trầm nói đồ khốn chờ ngươi rơi vào tay ta thì ta sẽ không giết ngươi dễ dàng sẽ lột ra ngươi ra trước nhưng yên tâm đi chưa chết được ta sẽ cho ngươi ăn bảo dược giữ mạng khiến ngươi chính mắt nhìn cảm nhận tất cả sau đó đập nát từng khúc xương của ngươi cuối cùng mới cắt từng miếng cho đến khi ngươi tắt hơi thở cuối cùng lăng hàn cười nhạt Quả nhiên dưới lớp da khiêm khiêm quân tử giả dối là tâm linh gần như biến thái. Lăng Hàn không đấu võ mồm nữa, chỉ cắm đầu chạy nhanh. Con đường không quá dài, không có ngã rẽ, không thì trong môi trường tối đen đụng phải bức tường Lăng Hàn khó ngừng lại được. Chạy hơn 2 tiếng sau Lăng Hàn cảm giác máu toàn thân sôi sục cực kỳ khó chịu, chân như sắp nổ tung. Chạy như điên với tốc độ cao lâu như vậy khiến thân thể của hắn đến cực hạn. Lúc này đằng trước có đốm sáng, có lối ra, Lăng Hàn cố gắng chống đỡ tiếp tục chạy nhanh, đốm sáng càng lúc càng lớn, quả nhiên có một lối ra. Lăng Hàn không kịp suy nghĩ tại sao mình chạy xuống lòng đất mà có lối ra. Trường 3515, có động thiên khác. Có biến đổi là chuyện tốt, tốt nhất là bên ngoài cửa ra có sông lớn, giúp hắn thoát khỏi Lý Trường Đan truy sát. Qua mấy phút lối ra đã ngay trước mắt, Lý Trường Đan dừa tới gần. Đừng hòng, lúc trước vì hoàn cảnh quá mờ, Lý Trường Đan sợ có phục kích nên không đi nhanh hết sức. Giờ lối ra ngay trước mắt, lý trường đan sợ có biến đổi nên bùng nổ tốc độ vèo lý trường đan đã áp sát tay phải thò ra co thành móng vuốt chộp về phía lưng lăng hàn lăng hàn không đỡ đòn mà vận chuyển công pháp hầu ca thoáng chốc hắn như nguồn suối khô cạn được sự sống lực lượng vô tận dâng trào tăng vọt tốc độ lăng hàn tăng tốc thoát khỏi công kích của lý trường đan lao cái vèo ra ngoài lý trường đan đuổi theo nhanh gã đã mất hết kiên nhẫn chạy đi đâu phụt lăng hàn mới lao ra liền cảm nhận sát ý đáng sợ ập đến phần ngực hắn tuôn ra ánh sáng màu tím tiêu trừ bớt sát ý. Dù vậy Lăng Hàn vẫn hộc bãi máu, không chịu nổi nữa té cái bịch xuống đất. Lý Trường Đan giờ tới nơi, thấy Lăng Hàn ngã nhào thì mừng hớn hở. Lăng Hàn, Lý Trường Đan định chạy tới bắt người chợt sát khí cực kỳ sắc bén ập đến, Lý Trường Đan không chút đề phòng hai chân bị cắt ngang đùi. Dầm, Lý Trường Đan té xuống đất, máu đổ ào ạt, đau đớn hét dầm lên. Khuôn mặt Lý Trường Đan tràn đầy sợ hãi và không tin được, thiên kiêu như gã có tương lai vô cùng sáng lạn, nhưng bây giờ thành tàn phế, làm sao gã có thể chấp nhận? Sao có thể không khủng hoảng? Chí kế như Lý Trường Đan cũng không chịu nổi đứt dây thần kinh. Lăng Hàn cố gượng dậy, hắn cúi đầu thấy mặt dây truyền trước ngực tỏa ánh sáng tím mở ra một khu vực. Hiển nhiên nhờ mặt dây truyền bảo vệ nên Lăng Hàn chỉ té ngã, xem bộ dạng thê thảm của Lý Trường Đan là biết vì tiện xâm nhập nơi đây có kết quả gì. Có thể tính vào thuộc tính may mắn không? Lăng Hàn gãi đầu, hắn không chạy đi nơi khác, có vô số lối rẽ, hắn đến đây dường như có bàn tay vô hình thúc đẩy. Lăng Hàn bình tâm đánh giá nơi này, ra ngoài dự đoán của Lăng Hàn là chỗ này là dãy kiến trúc, có nhiều căn nhà cổ xưa, lâu đài, phong cách kiến trúc rất giống cổ đạo tông. Mỗi ngôi nhà phát sáng, không quá chói nhưng nhiều căn nhà cộng thêm hoàn cảnh tối đen thì trở nên rất bắt mắt. Trừ những kiến trúc ra chỗ này có nhiều cây, chủng loại khác nhau nhưng chỉ có một cây kết trái. Cây lùn chỉ có 5 thước, có 3 trái cây đỏ mọng. Những cây khác đừng nói kết trái, thậm chí chưa mọc lá dường như đã chết héo mấy trăm năm thơm quá lăng hàn ngửi trái cây tỏa mùi thơm mới hít một hơi lực lượng trong người hắn đã dục dịch là một gốc bảo thụ lăng hàn nói thầm trong bụng lộ vẻ vui mừng mới ngửi đã được hiệu quả như vậy nếu ăn vào bụng chắc chắn tu vi của hắn sẽ tăng mảng lớn tốt còn hơn chân thụ trong hầu cốc lăng hàn quét mắt qua nơi này thoạt trông bình yên nhưng hắn biết từng bước là sát khí trận pháp mới rồi lăng hàn lỗ mãng xông vào dẫn phát trận pháp công kích May mắn mặt dây chuyền phát huy tác dụng chỉ làm hắn phun ít máu, nếu không đã đứt tay đứt chân. Lăng Hàn liếc sang Lý Trường Đan, gã còn đang kêu gào. Thật là vận mệnh trêu người, mặt dây chuyền vốn thuộc về Lý Trường Đan, nhưng vì gã chọc vào Lăng Hàn, không thì đã chẳng gặp nạn. Lăng Hàn cảm thán rằng, đây gọi là duyên phận, Lăng Hàn không biết câu này mang sức sát thương lớn cỡ nào cho Lý Trường Đan. Mặt dây chuyền có thể áp chế trận pháp một chút, vậy nó có thể cho hắn đến gần cây ăn trái, hái trái rồi vào những căn nhà nhìn xem có thượng cổ điển tịch gì để lại. Chắc chỗ này là văn minh đời trước để lại. Lăng Hàn bò dậy, bắt đầu suy tính. Nếu không có mặt dây chuyền thì Lăng Hàn tuyệt đối không dám xông vào trận này. Đây căn bản là sát trận, đụng một cái khiến người bị thương tàn tật, không thử vài cái đã tiêu đời. Nhưng giờ thì Lăng Hàn hơi tự tin, hắn tiến lên một bước, sát khí ập đến. Phụt, Lăng Hàn bay đi, đau đau đau, Lăng Hàn che ngực, dù mặt dây chuyền phát huy tác dụng kịp lúc xua tan sát khí nhưng hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài ngực nhức nhối lại phun búng máu bà nội nó nếu cứ tiếp tục thế này tuy có thể phá được trận pháp nhưng sẽ hộc máu đến chết nhưng nhìn cây ăn trái trước mắt lòng lăng hàn nóng bỏng hắn phải có được ba trái cây kia lăng hàn đi lại đi đi nữa rồi bị đánh bay văng ra bay đi hộc máu phun máu ói máu đây còn là nhờ mặt dây chuyền bảo vệ không thì chẳng biết lăng hàn chết bao nhiêu lần nhưng ánh mắt của lăng hàn trở nên sáng rực hắn bắt giữ được chút biến đổi của đại trận có cơ may a à, lăng hàn ngạc nhiên phát hiện bị đánh bao nhiêu lần đều không bị thương nặng lẽ ra bị đánh liên tục như thế nên tích lũy nhiều vết thương giờ hắn nên nằm dưới đất rên gì? hầu ca nói thân thể của lăng hàn tràn ngập sức sống sinh mệnh không lẽ vì vậy mà hắn có năng lực phục hồi kinh người đây là năng lực mang ra từ thần thạch sao dù gì từng là thiên tôn có đặc chất của nguyên nguyên thế giới lăng hàn không thể nào bình thường được lại đến, Lăng Hàn không ngừng thử nghiệm, nửa ngày sau hắn rốt cuộc tiến lên một bước. Đừng nhìn chỉ có một bước nhưng đại biểu cho hắn rốt cuộc mò ra quy luật trận pháp. Tiếp theo Lăng Hàn đi mấy chục bước, lại bị đánh bay ra ngoài. Trận pháp này phức tạp hơn cổ trận tuyển chọn tự do đạo tử nhiều, muốn mò rõ ràng rất khó. Quan trọng nhất là trận pháp kia không có sức sát thương, hiệu quả chủ yếu là đánh lừa người. Trận pháp này thì khác, nó muốn lấy mạng người, mỗi lần thử là Lăng Hàn chịu khổ nhiều bởi vậy tiến độ rất chậm. Lăng Hàn gượng dậy, từng bước một không ngừng đến gần cây ăn trái. Lăng Hàn phải tranh thủ thời gian, hiện tại hắn là một người phàm tục, cần ăn cần uống. Nếu mấy ngày này không thành công thì hắn sẽ chết đói, chết khát. May mắn Lăng Hàn có ngộ tính kinh người về trận đạo, cộng thêm mặt dây chuyển trợ giúp nên tiến độ rất nhanh. Mới qua một ngày Lăng Hàn đã cách cây ăn trái chỉ có 10 bước. Sắp thành công rồi, cách rất gần, Lăng Hàn ngửi được mùi hương, dường như cảm giác đói cũng mất. Lăng Hàn phấn khởi tinh thần tiếp tục tiến lên, bên kia, Lý Trường Đan tạm thời đè xuống đau đớn chân cụt. Vì có gào la cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Lý Trường Đan oán hận nhìn Lăng Hàn, thấy đối phương sắp đến gần cây ăn trái thì gã lộ ra vẻ ghen ghét vặn vẹo. Chương 3516, thất mạch, Lý Trường Đan biết đối phương có thể trừ bỏ tai họa bị tước chân, có thể từng bước đến gần bảo thụ toàn nhờ mặt dây truyền từng thuộc về gã. Nó là của gã, giờ gã chân cụt, có lẽ mãi mãi rút khỏi hàng thiên tài tranh bá tất cả đều tại lăng hàn lý trường đan siết chặt hai nắm tay lòng dâng lên mối hận vô biên lăng hàn phải chết nhất định lý trường đan thanh lý miệng vết thương tránh cho chảy nhiều máu chết sau đó từ từ lê người cách xa lối ra chắc chắn lăng hàn sẽ đi ra tuy chân lý trường đan đã đứt nhưng gã có tu vi cao hơn ba mạch ức chế nếu lăng hàn không đi ra thì sẽ chết đói nếu hắn đi ra sẽ bị lý trường đan đánh chết lý trường đan ngẫm nghĩ kéo lại hai cái chân bị cắt rời ra. Nếu chờ đến đói không chịu nổi thì gã sẽ ăn chân cụt của mình, Lý Trường Đan không tin Lăng Hàn có nghị lực lớn tự chém chân mình. Quyết tâm báo thù kiểu này có thể nói Lý Trường Đan rất biến thái. 9 bước, 8 bước, 7 bước, Lăng Hàn cách cây ăn trái càng lúc càng gần. Rốt cuộc hắn vươn tay ra bắt một trái cây, Lăng Hàn hái xuống, mùi thơm nồng nặc sộc vào mũi, làm tinh thần của hắn phấn chấn. Lăng Hàn quay đầu lại, thấy cách xa lối vào có lý trường đan ánh mắt cực kỳ độc ác nhìn hắn. Ai, đã đứt chân rồi không mau chạy ra ngoài tìm bác sĩ, dáng ở lại đây canh me hắn. Lăng Hàn giơ trái cây lên ra hiệu với đối phương như cụm ly cách không khí. Lý Trường Đan siết chặt nắm tay không đáp lại, Lăng Hàn không hứng thú quan tâm Lý Trường Đan, hắn tùy ý lau trái cây sau đó ăn miếng lớn. Nhai miếng đầu tiên Lăng Hàn suýt ném trái cây, đệt, cái thứ gì, đắng nghét, chẳng phải chân bảo nên ngọt ngào ăn rất ngon sao. Nhưng Lăng Hàn cảm nhận trong thịt trái cây ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, đây đúng là bảo quả. Nuốt xuống, Lăng Hàn không ham nhai từ từ, hắn ăn ngồm ngoàm nuốt nguyên trái cây. Có hột nhưng rất nhỏ, Lăng Hàn ngẫm nghĩ sau đó cất vào túi. Bùm, trong cơ thể Lăng Hàn dâng lên dao động mãnh liệt, năng lượng sôi trào như muốn tạc nổ hắn. Năng lượng này quá khổng lồ, Lăng Hàn vội khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp Hầu Ca. Lực lượng trong người được hướng dẫn tuôn chảy theo ý Lăng Hàn nhiều lần chảy qua mạch lạc của hắn. Vốn kinh mạch thứ sáu mới mở ra, còn lâu mới mở rộng đến mức tận cùng, nhưng hiện tại mỗi lần lực lượng chảy qua là kinh mạch của Lăng Hàn sẽ khuếch trương chút ít với tốc độ kinh người. Chỉ mới nửa tiếng Lăng Hàn đã đến đỉnh lục mạch, năng lượng của trái cây không tán đi hết, vẫn cực kỳ cuồng bạo. Lăng Hàn cảm ứng được kinh mạch thứ bảy, năng lượng cuồng bạo trong người Lăng Hàn không có chỗ để chút ra, chúng nó chạy lung tung làm Lăng Hàn bị thương, khó chịu muốn nổ tung đây không phải ảo giác, rất có thể hắn nổ thật. càng như vậy, Lang Hàn càng bình tĩnh. Hắn tinh tâm cảm ứng kinh mạch thứ bảy. Chỉ một lát sau, hắn nở nụ cười. Bùm, lực lượng cuồng bạo có phương hướng và đụng vào kinh mạch thứ bảy. Lang Hàn hộc bãi máu. ẹ, lực lượng quá cuồng bạo tạo thành phản vệ cực kỳ mãnh liệt với hắn. Nhưng hộc máu xong cơ thể Lang Hàn thông thoáng. Chân quả hóa thành năng lượng với cách cực kỳ thô bạo cứng rắn đả thông kinh mạch thứ bảy sau đó nhiều lần trải vuốt khiến kinh mạch của hắn rộng lớn hơn, có thể dung chứa nhiều lực lượng hơn. Khoảng 10 phút sau lực lượng chân quả dùng hết, lang Hàn thở hắt ra, lòng còn sợ hãi, mới rồi hắn rất có thể chết thật. Tiếp theo Lăng Hàn hái ngay trái cây thứ hai bỏ vào miệng, gần như nuốt trọng. So với tăng cao thực lực thì chút đau đớn có là gì? Lang Hàn một đường tiến lên thiếu gì sự tôi luyện như vậy. Trái cây thứ hai vào bụng, ầm, năng lượng đáng sợ lại hóa thành cơn lũ tàn phá trong cơ thể hắn. Lăng Hàn giữ vững bản tâm, dùng công pháp hầu ca dẫn đường. Thất mạch trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, lại đến phút then chốt. Lăng Hàn cảm ứng kinh mạch thứ 8, người khẽ run, sau đó hắn bước qua. Lăng Hàn hộc máu, phụt, năng lượng điên cuồng tàn phá, kinh mạch thứ 8 bị quán thông bằng cách cực kỳ thô bạo dẫn đến nội tạng của hắn bạo động. Nhưng lực lượng của chân quả tiêu hao gần hết, trái cây thứ nhất đẩy tu vi của Lăng Hàn lên chọn một cảnh giới, đến trái thứ hai thì thiếu một chút mới lên cảnh giới. Hết cách, bát mạch cần năng lượng nhiều hơn thất mạch rất nhiều lang hàn nhìn trái cây cuối cùng nó có thể giúp hắn xông lên cửu mạch lang hàn không chút do dự lấy xuống trái cây cuối cùng ăn vào bùm người lang hàn lần thứ ba dậy sóng thần bát mạch trung kỳ hậu kỳ đỉnh đến lúc này cuồng triều đã rút xuống không còn dâng trào mãnh liệt sau đó tĩnh lặng còn thiếu có chút xíu lang hàn cảm thấy đáng tiếc chỉ cần trái cây này còn chút xíu lực lượng là hắn có thể thuận thế đẩy cảm ứng kinh mạch thứ 9, một hơi bước vào cửu mạch. A, à, lang Lăng Hàn sửng sốt, vì hắn cảm ứng xung quanh có lực lượng tự do, lúc trước gần bằng không nhưng bây giờ thì sôi trào. Lăng Hàn đã hiểu, đến lúc mặt trời mọc rồi. Tốt, Lăng Hàn tiếp tục vận chuyển công pháp hầu ca, dẫn động bí lực thiên địa để mở ra kinh mạch thứ 9 trong người. Mười mấy phút người Lăng Hàn rung lên, kinh mạch thứ 9 đã mở ra, năng lượng liên miên ùa vào quán thông kinh mạch. Cửu mạch, thành, hiện tại Lăng Hàn tiến bộ rất chậm, vì chỉ rút lực lượng trong thiên địa, không giống chân quả, bảo thụ cắm dễ, không biết hấp thu thiên địa bí lực ngưng tụ trong trái cây rồi đột nhiên bùng nổ thì rất mãnh liệt. Tu luyện là tích lũy từng ngày tháng, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn bảo quả. Sau nửa tiếng lăng hàn ngừng lại, đã không thể cảm ứng bí lực trong thiên địa nữa, không thể tu luyện tiếp. Lăng hàn đứng dậy nhìn căn nhà bốn phía, hắn muốn thăm dò xem bên trong có lẽ có đan dược để lại từ thời kỳ thượng cổ, ăn một viên có khi nào đưa hắn lên thẳng thập nhị mạch thăng cấp quá mau cũng không sao, lúc thập nhị mạch hắn có thể tính tâm rèn luyện cẩn thận, đặt nền móng vững chắc rồi mới trùng kích một đại cảnh giới. Lăng Hàn không biết đại cảnh giới tiếp theo là gì nhưng hắn tin tưởng có cảnh giới đó. Lăng Hàn đi vào bước, căn nhà gần nhất chỉ khoảng 4, 5 trượng. Nhưng trong lòng Lăng Hàn bỗng gióng lên hồi chuông cảnh báo dồn dập, nếu tiến thêm một bước hắn sẽ chết. Lăng Hàn dựa theo kinh nghiệm trận pháp lúc trước nghiên cứu để phán đoán, sau đó biến sắc mặt. Uy lực trận pháp này là càng đến gần khu vực nhà cửa thì càng lớn, nên lúc trước hắn chỉ bị chém hộp máu, tiếp theo rất có thể bị chém đứt. Trường 3517, Tu Vi bay vùn vụt. Với thực lực hiện tại của hắn rất miễn cưỡng tạo nghệ trong trận pháp. Lăng Hàn gật gù, chỉ đành bỏ cuộc, chờ khi thực lực của hắn cường đại rất nhiều, hoặc tạo nghệ trận pháp tăng cao rồi mới đến thử lần nữa. Lăng Hàn xoay người nhìn hướng lối ra, Lý Trường Đan vẫn còn ngồi tại chỗ, tay cầm thanh kiếm, ánh mắt cực kỳ hung ác hai cái chân bị chém nứt tất nhiên đau thấu tim thứ chống đỡ lý trường đan cứ chờ mãi là mối hận với lăng hàn gã muốn báo thù báo thù báo thù mắt thấy lăng hàn đến gần mình lý trường đan nhếch mép cười nhạt sốt cuộc ngươi khao khát khó nhịn muốn đi ra ngoài đúng không ba trái cây thì giúp ích gì có thể giải khát thành đồ ăn sao đến đây chịu chết đi lăng hàn đến gần trận pháp trong khu vực này đã bị hắn khám phá bởi vậy hắn đi rất nhẹ nhàng ung um dung như dẫm trên đất bằng rất nhanh chỉ cách Lý Trường Đan hai trượng. Nhưng kinh lực không thể phát ra ngoài, dù cách nhau rất gần nhưng Lý Trường Đan không dám làm bậy. Phía trước là khu vực trận pháp, có sát khí khủng bố. Lăng Hàn cười nói, vẫn luôn canh giữ tại đây, ta nghĩ ngươi không muốn muốn hộ tống ta về tông môn đúng không? Lý Trường Đan cố kiềm nén lửa giận thản nhiên nói, không phải, vậy là muốn giết ta, muốn, Lăng Hàn gật đầu bước nhanh đến gần Lý Trường Đan, vậy thì đến thử đi xoẹt một luồng kiếm quang vụt qua lý trường đan rút kiếm đâm vào ngực lăng hàn thật ra lý trường đan muốn đâm vào cổ họng lăng hàn nhưng vì bị cụt hai chân không đủ độ cao nên chỉ đâm vào phần ngực của hắn lăng hàn giơ nắm đấm đánh hướng trường kiếm lý trường đan nhếch mép cười nhạt tiểu tử này cho rằng gã cụt hai chân thì thực lực cũng bị phế sao tốt lắm trước tiên chặt đứt hai tay của tiểu tử này nhưng lưới kiếm sắp chạm vào nắm tay của lăng hàn thì khó tin là cánh tay hắn vặn vẹo đổi thành bề mặt nắm đấm đánh vào thân kiếm bùm, nắm đấm mang theo lực chấn động mạnh, trường kiếm trạch sang một bên mất chính xác, không đâm được cái gì. Lý trường đan cảm giác cổ tay đau nhức suýt buông kiếm ra, gã hầm giật mình, lực lượng như thế lớn đến mức nào. Lý trường đan hoảng sợ nhìn lăng hàn, cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Ngươi, lăng hàn cười khẽ, không có đủ thực lực thì ta làm sao dám xin lý sư huynh chỉ dạy. Lý trường đan đã hiểu, là ba trái bảo quả. Lúc trước Lăng Hàn ăn ba trái cây chắc rất quý giá, khiến thực lực của hắn bay vọt không thua kém gã. Lang Hàn đấm hai tay vào nhau, đoán đúng, Lý Trường Đan, ta tự hỏi chưa từng trêu vào ngươi, nhưng trước tiên ngươi phái trịnh đồng phong dụ ta đi sòng bạc, lại xúi đám nhuế nguyên lượng vụ oan hại ta. Chỉ vì ta có khả năng uy hiếp thân phận đạo tử của ngươi. Lý Trường Đan mặt giữ tợn giết qua kẽ răng, như thế vẫn chưa đủ sao. Lang Hàn lắc đầu nói, chút cách cục của ngươi thật là nhỏ đến tội, thiên hạ lớn biết bao, chỉ cần có thực lực thì vươn lên ở đâu chẳng được. Lý Trường Đan hét to, vậy tại sao ngươi muốn cướp vị trí đạo tử của ta? Lăng Hàn bật cười, cướp của ngươi, đạo tử đã sớm dành cho Lý Trường Đan sao? Thôi, loại người này rất tự kỷ, nói nhiều làm gì? Giết, Lăng Hàn xuất kích, thi triển yêu hầu quyền có uy lực vô cùng. Lý Trường Đan không tiện đi lại, một tay đập xuống đất bật người lên, sau đó điều chỉnh vị trí. Nhưng làm vậy không đủ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã bị Lăng Hàn áp sát vài cái đánh bay trường kiếm trong tay gã phụt, Lăng Hàn đấm một cái vào ngực Lý Trường Đan, làm lồng ngực của gã lõm xuống. Ánh mắt Lý Trường Đan ngơ ngẩn, gã cúi đầu nhìn ngực mình lại ngước nhìn Lăng Hàn. Lý Trường Đan đã không cảm giác đau đớn, muốn nói chuyện nhưng không hé môi được, thân thể từ từ trượt xuống. Dầm, Lý Trường Đan té dưới đất, mắt trợn to không chịu khép lại. Lăng Hàn lục tìm trên người Lý Trường Đan, rất nhanh tìm thấy cái hộp đựng con cóc màu ngọc. Lăng Hàn không biết thứ này là gì, nhưng được Lý Trường Đan cất giấu thì chắc là thứ tốt lăng hàn cất đi sau đó rời khỏi nơi này nguy hiểm của đám người lý trường đan đã bị giải trừ nhưng lăng hàn còn chưa điều tra rõ bí ẩn vụ thợ mỏ biến mất lăng hàn phát hiện một con thằn lằn to cửu mạch rất có thể là nó ăn tất cả thợ mỏ nhưng vấn đề là trong phạm vi cổ đạo tông tại sao xuất hiện một quái vật cửu mạch mà không chút tiếng động gì mỗi năm tông môn sẽ điều tra quy mô lớn trong núi hễ không phải là mảnh đất có trận pháp áp chế thì sẽ bị lục soát một lần nên yêu thú muốn mọc dễ Lớn mạnh tại đây hầu như là chuyện không thể Ừm, cũng chưa chắc Như hầu ca chưa từng bị người phát hiện Lăng hàn thầm nghĩ hắn cứ thế quay về Bẩm báo tình huống lại hay tìm kiếm thử Hiểu rõ ràng hơn Lăng hàn suy nghĩ Bây giờ ta đã là cửu mạch sơ kỳ Lực lượng phỏng chừng hơn 5 vạn cân Sánh bằng thập mạch Chỉ khác là không thể phát lực lượng ra ngoài Nên có gặp một con thần lằn to Thì nó sẽ bị ta chà đạp Tốt lắm, đi thăm dò khắp nơi thử Lăng hàn thăm dò trong khoáng động một lúc lâu sau hắn tìm được cái hang đen như mực. Lăng Hàn gỡ xuống ngọn đèn trên vách đá đung đưa chiếu sáng, phát hiện dấu vết cửa hang còn mới mẻ, mới đào không lâu. Nhưng sau khi đi vào phát hiện vách hang mọc đầy rêu xanh. Điều này nói lên cái gì? Rằng cái hang đã tồn tại từ lâu, chẳng qua gần đây mới được đào thông. Trong hang nổi lên cơn gió mang theo mùi hôi mãnh liệt làm Lăng Hàn bịt mũi. Hôi quá, đây là hang ổ của con thần lằn màu đỏ sao? Lăng Hàn tiến lên trước, tốc độ rất chậm tiếng bước chân gần như không nghe thấy hắn còn tắt ngọn đèn trong tay đi chưa được mấy bước thì mùi hôi càng nồng nặc lăng hàn bật đèn ném tới trước đèn vạch đường cong chiếu sáng phong cảnh đường đi lăng hàn lộ vẻ muốn ói hắn thấy nhiều thằn lằn màu đỏ lớn nhỏ khác nhau đang ăn cơm thức ăn của chúng nó là xác chết tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng lăng hàn chắc chắn những người chết là thợ mỏ mất tích vì quần áo rất giống dầm đèn rớt xuống nất lăn mấy vòng nhưng nó không bị hỏng còn đang tỏa ánh sáng đám thần lằn đang ăn cơm liền bò hướng cây đèn, bốn cái chân ngắn co duỗi nhanh kinh người. Nhưng những con bò sát này chưa khai hóa trí tuệ, chúng nó gặm cắn cây đèn, rất nhanh phá hỏng đèn, không gian lại chìm trong bóng tối. Lăng Hàn thấy rõ đám thần lằn này không to bằng con lúc trước, suy đoán theo lẽ thường thì thực lực cũng sẽ không mạnh bằng con đầu tiên. Chương 3518, hàng ổ. Lăng Hàn không lỗ mãng lao ra ngay, vì thần lằn quá nhiều, xung quanh thì tối đen. Lăng Hàn không thích ứng môi trường tối tăm giống đám bò sắt này, chúng nó có thể xem đồ vật. Lăng Hàn lùi ra ngoài lấy mấy ngọn đèn sau đó trở về đặt dưới đất, nhặt đá vụn lên ném tới trước. Bộp bộp bộp, cục đá mang theo lực lượng ít nhất 3000 cần với tốc độ nửa vận tốc thanh âm bay ra ngoài, sức phá hoại vô cùng đáng sợ, đánh trên vách hàng bắn ra hỏa hoa, nếu đập chúng người thần lần thì có thể sẽ phun máu. Đàn thần lần bị chọc giận, trong khoảnh khắc mấy chục con thần lần đủ kích cỡ súng lại. Lăng Hàn tiếp tục ném hòn đá, Hiện tại lực lượng của hắn rất kinh khủng, khi đàn thần lằn lao vào khu vực có ánh sáng thì độ chính xác của hắn tăng lên, không nói trăm phát trăm chúng nhưng có một nửa xác suất chính xác. Bốp, 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 từng con thần lằn bị đánh bay ra ngoài, phải văng tung tóe rất là thảm. Nhưng Lang Hàn chỉ có một người, không thể ngăn lại hết thần lằn, rất nhanh có năm con đến gần. Lang Hàn không ném cục đá nữa, hắn vận chuyển tứ phương quyền. Lang Hàn khẽ quát, đi, lực lượng hùng hồn bộc phát, đây là lực lượng siêu nặng 5 vạn cân, đáng sợ hơn xa ném đá. Bùm, một đấm đánh ra, một con thần lằn bị đánh nát cho thấy lực lượng của Lăng Hàn khủng khiếp đến mức nào. Lăng Hàn nhấc chân đá, tuy không luyện tập cước pháp nhưng có lực lượng, một cước đá cao đến 4000 cân đánh chết một con thần lằn. Lăng Hàn cười to bảo, đến đây đến đây, liên tiếp lên ba cảnh giới, nếu chỉ bàn về lực lượng thì Lăng Hàn không thua gì vương giả thập mạch. Mấy con thần lằn cùng lắm thất mạch, bát mạch, sao mà đánh lại hắn được? Đây còn là vì Lăng Hàn chưa có cách phát lực lượng ra ngoài, không thì những con thần lằn không có tư cách đến gần hắn, cách một khoảng nhất định đã bị lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Khiến Lăng Hàn ngạc nhiên là đám thần lằn rất hung hãn, thấy đồng bạn bị không ngừng bị đánh chết vẫn thi nhau ùa lên. Nhưng trước thực lực tuyệt đối nghiền áp thì đây chỉ là chịu chết, rất nhanh những con thần lằn bị Lăng Hàn tiêu diệt hết, quần áo trên người hắn cũng bị xé rách mấy chỗ để lại vài vết thương. Không sâu vào thịt nhưng có màu đen, quả nhiên có độc. Lăng Hàn vội vàng ngồi xuống. Vận chuyển công pháp hầu ca, sau vài lần thì có chất lỏng màu đen chảy ra kèm theo mùi hôi khó tả. Lăng Hàn bỗng thấy mệt mỏi, dùng công pháp trừ độc khiến hắn tiêu hao rất lớn. May mắn vết thương đã đổi sang màu đỏ, sẽ không để lại tai họa ngầm. Lăng Hàn nghỉ một lúc rồi đứng dậy, hắn xách theo một ngọn đèn đi sâu vào hang núi thăm dò. Nơi này trừ xác chết nhân loại ra còn có từng hàng trứng thần lằn ngay ngắn, có màu hồng. Nhìn trứng trông đáng yêu, nhưng tưởng tượng chúng nó ăn xác chết thì sẽ thấy ghét. A à, lăng hàn lộ vẻ kinh ngạc vì hắn phát hiện trong đống xác chết có một bộ đồ khác biệt cái xác mặc đạo bào tay cầm kiếm gãy ngực có vết thương to cỡ nắm tay chắc bị nát tim kỳ lạ là vết thương đang ứa máu bầy thằn lằn sinh sản trong vũng máu dưới đất không lẽ đám thằn lằn này vốn rất bình thường nhưng vì máu mà được tiến hóa nhanh lăng hàn thử đến gần quan sát nhưng hắn phát hiện đến gần xác ướp cổ cỡ, cỡ trượng liền có sát khí đáng sợ ập đến có thể thấy rõ không khí yên tĩnh chợt hóa thành các lưỡi dao, mũi nhọn chỉ hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn mà tiến lên một bước sẽ bị lưỡi dao bắn nát bấy. Một cái xác không biết chết bao lâu mà còn uy năng như vậy. Có thể tưởng tượng lúc xác ướp cổ còn sống là siêu cường giả, có lẽ bước ra thông mạch cảnh đứng trên đỉnh võ đạo cao hơn. Bây giờ đã thành xác chết nằm dưới lòng đất âm u, không biết chết bao nhiêu năm. Một văn minh tại sao bỗng chốc biến mất sạch. Lăng Hàn nhớ hàng thiên đại lục ngày xưa có ngũ tông thần giới khống chế nên thành đỉnh lô lớn, lấy tất cả sinh linh làm dược luyện thành đại đan. Có khi nào nơi này cũng giống vậy, nếu đúng thì vẫn có khác biệt rất lớn, chỗ này không có tai mắt người ngũ tông giám sát. Lăng Hàn lùi lại mấy bước đến gần chứng thần lằn, chỗ này không có sát khí. Có lẽ một con thần lằn bình thường vô tình đến đây, uống máu rồi tiến hóa vùn vụt. Nó sinh con ở đây để hậu đại hấp thu bảo huyết như vậy vì thế trong khoảnh khắc ngắn phát triển tộc quần của mình thành thế lực cường đại có lẽ vì thời gian quá ngắn nên những hung vật chưa mở ra trí tuệ con thằn lằn cái đến cảnh giới nhất định liền đi tìm thức ăn cho thằn lằn con vì vậy có vụ thợ mỏ tập thể biến mất cổ tích thì chắc là trùng hợp thợ mỏ vô tình đào chúng nơi ấy chưa kịp báo lên đã gặp họa ngập đầu tóm lại giải thích này hợp lý nhất lăng hàn nhìn máu dưới đất hắn hơi sợ đây là máu người còn là người không biết chết bao nhiêu năm dù siêu bổ nhưng hắn vẫn thấy chướng ngại tâm lý. Lăng Hàn do dự một lúc cuối cùng bỏ qua, Lăng Hàn quay về, lực lượng lại tăng vọt khiến tốc độ của hắn lên đến độ cao mới, chỉ mất một ngày rưỡi đã về cổ đạo Tông. Gặp Tôn Kiếm Phương, Lăng Hàn kể lại toàn bộ sự kiện từ đầu tới đuôi. Lăng Hàn không có gì phải lo sợ, không cần giấu giếm, hắn đã ăn bảo quả nên chẳng lo bị người mơ ước. Tôn Kiếm Phương tức giận quát, cái gì, có chuyện như vậy, đám người Lý Trường Đan, nhuế nguyên lượng quá kiêu ngạo, dám hành hung trong phạm vi trong tông. May mắn đạo tử lão chọn thật sự là yêu nghiệt, ba người không giết được lăng hàn còn bị mất mạng. Tôn kiếm phương một lần nữa kinh ngạc kêu lên, trong khoáng động xuất hiện di tích cổ đại, chắc đây là tàn tích cổ đạo tông xuất hiện, chỉ vì thiên địa biến đổi không hoàn toàn nên chỉ có một phần hiện ra với đời. Tôn kiếm phương siêu kích động, lập tức mở cuộc họp cấp trưởng lão thông báo chuyện này. Lăng hàn được dự thính, hắn là đạo tử, tông chủ tương lai đương nhiên có tư cách nghe hơn nữa lăng hàn là người phát hiện phải từ chính miệng hắn thuật lại nghe lăng hàn kể xong các trưởng lão có biểu hiện giống như tôn kiếm phương đều cực kỳ kích động phát hiện cổ tích mới có ý nghĩa gì đại năng cổ đại để lại điển tịch bọn họ bị kẹt ở thập mạch thập nhất mạch thập nhị mạch một là vì thiên phú không đủ cao hai vì thiếu chỉ dẫn mạnh mẽ không có cách tu luyện hệ thống tin tưởng ở văn minh trước thập nhị mạch tuyệt đối không phải tận cùng võ đạo mức độ võ đạo phát đạt khó thể tưởng tượng Chương 3519, các trưởng lão giật mình. Bởi vậy nếu có được tâm đắc phó đạo của một tông môn rồi nghiên cứu nó sẽ được ích lợi to lớn. Đây là một cơ duyên lớn lao, hỏi sao đám người này không kích động. Lăng Hàn không lộ vẻ gì, trong lòng tự nhủ không được gì đâu. Thiên phú trận pháp của Lăng Hàn có thể nói là vượt qua bất cứ ai, cộng thêm có mặt dây truyền màu tím áp chế trận pháp mới miễn cưỡng hái được ba trái bảo quả, nhưng không thể đi vào căn nhà. Người khác, ha ha, giờ Lăng Hàn đã có lực lượng thập mạch hắn không tin ai có thể vượt qua hắn được. Nên những người này cuối cùng sẽ chỉ thất vọng, Lăng Hàn không nói ra, càng không nhắc đến mặt dây chuyền màu tím. Lăng Hàn chỉ nói mình có chút tạo nghệ trận pháp, nếu khai ra hết mấy lão giả sẽ nổi lòng tham. Rất nhanh đám người tôn kiếm phương cùng chung ý kiến là xuất phát đi Ngọc Long khoáng động ngay. Lăng Hàn vội vàng rửa mặt xúc miệng rồi mang theo chút thịt khô, lương khô lên đường. Đi hơn một ngày sau bọn họ lại tới Ngọc Long khoáng động. Lăng Hàn phụ trách dẫn đội, một đám người cầm đèn đến nơi có di tích cổ đại. Xác Lý Trường Đan còn nằm ở đó, khi thấy vết thương chí mạng của gã thì các trưởng lão ánh mắt quái dị nhìn Lăng Hàn. Bọn họ đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn sơ liền biết Lăng Hàn dùng lực lượng siêu mạnh nghiền áp, oanh sát Lý Trường Đan. Một cửu mạch đấu ngay mặt dùng nắm đấm nghiền giết một cửu mạch khác, còn là thiên tài như Lý Trường Đan chứng minh lực lượng của Lăng Hàn đến trình độ cỡ nào. Mới qua 4 tháng mà tiểu tử này đã đến độ cao như vậy. Có người kiêng kỵ, có người nảy ý khác, ví dụ hạ quan đang suy nghĩ có nên gả tôn nữ cho Lăng Hàn. Lúc trước muốn gả hạ diệu âm cho Lý Trường Đan vì gã có tiềm lực tương lai, giờ so với Lăng Hàn thì Lý Trường Đan chỉ là rác. Nhưng rất nhanh mọi người bị hấp dẫn chú ý vào cổ tích đằng trước. Kiến trúc lớn như vậy chưa có ai đến gần, bên trong rất có thể ẩn giấu điển tịch võ đạo của văn minh đời trước, không chừng có thể một bước lên mây. Bọn họ thử đi tới, hết sức cẩn thận, nhưng mới bước ra một bước họ đã chật vật trốn về, có người bị chém rách đồ có người bị chảy ra may mắn không ai đứt tay đứt chân vì đã đề phòng từ trước bảo sơn ngay trước mắt mà chỉ có thể nhìn mọi người lòng ngứa ngáy vừa rất bức bối tôn kiếm phương vung tay lên quyết định đi xem xác ướp cổ đám người đi đến chỗ khác trong khoáng động chưa tới nơi đã có mùi tanh ập vào mặt làm cả đám bịt mũi xác ướp cổ đập vào mắt nhưng đám người không dám tới gần có cảm giác sẽ chết cổ thang kích động nói chắc đây là cảnh giới cao hơn thông mạch cảnh Đường không bị đứt, đường không bị đứt, cổ thang không có hậu đại, thích nhất là tiền và mỹ nữ. Nhưng võ đạo mới thật sự là thứ lão theo đuổi, chẳng qua đã không có đường tiến lên nữa nên đành ham nữ sắc và tiền tài. Võ đạo mới hưng thịnh, mọi người đều phỏng đoán sẽ nghênh đón thời đại lớn mới. Nhưng tiến độ hơi chậm, hơn 100 năm qua đỉnh võ đạo là thập nhị mạch, dù được vô số người khẳng định rằng còn có cảnh giới cao hơn nữa, nhưng chưa từng có ai đạt đến. Bởi vậy khiến người nghi ngờ có lẽ đây chỉ là ảo giác. Sức người có giới hạn, thập nhị mạch có thể được vĩ lực 10 vạn cân đã là vô cùng khủng bố, nếu muốn vượt qua cơ sở này thì thân thể nhân loại chịu nổi không? Nhưng bây giờ bọn họ chính mắt thấy một xác ướp cổ, cảm nhận uy áp vượt qua thập nhị mạch khiến họ vững tin vào trái tim võ đạo. Con đường võ đạo không có điểm cuối, ít nhất không chỉ là thập nhị mạch. Mọi người cẩn thận tìm, ở sâu trong động phát hiện một cái hang nhỏ liên thông với một con sông ngầm. Tin tưởng con thần lần cái dọc theo con sông ngầm trùng hợp đến chỗ này nó mạnh lên nhờ máu của xác ướp cổ vốn chỉ xem nơi này là hang ổ nhưng đám thợ mỏ đào thông chỗ này vì thế thần lần cái lao ra đem tất cả làm thức ăn cho con cái của nó tôn kiếm phương nói ngay không rời xác ướp cổ đi được nhưng máu thì có thể lấy máu về nghiên cứu đi bọn họ lấy dụng cụ ra thu thập máu xác mang về cổ đạo tông khoáng động mở lại thợ mỏ mới đến đào có trông coi mới nhưng đám thợ mỏ trước bị diệt hết để lại truyền thuyết khủng bố sau này nghe nhầm đồn bậy nói trong khoáng động có yêu tinh ăn thợ mỏ hại cổ đạo tông suýt không chiêu mộ người được lang hàn về cổ đạo tông cuộc sống của hắn trở về bình thản cả ngày chỉ lo tu luyện lang hàn tìm tư liệu trận pháp trên quang não tiếc rằng khai quật điển tịch cổ địa vốn đã thiếu trừ ban đầu có người công bố ra để tăng cao thực lực cho nhân loại đối kháng yêu thú về sau mọi người giữ riêng thân mình ví dụ tứ phương quyền ngay cả các trưởng lão cũng chỉ được truyền ba năm thức, nói gì đến chia sẻ chung cho toàn bộ nhân loại may mắn sống sót. Nên Lăng Hàn chỉ học được ít ỏi vài loại trận pháp đơn giản nhất như tam nguyên trận, còn cao sâu hơn thì có lẽ điển tịch trận pháp chưa ra đời, có lẽ bị người nắm giữ nhưng không nói ra. Lăng Hàn nghĩ nếu hắn nắm giữ trận pháp cao dài cũng sẽ không tuyên truyền khắp nơi. Hiện tại thiên địa biến dị, cổ tích vừa xuất hiện nhưng đều có trận pháp bảo vệ, nắm giữ trận pháp là có thể âm thầm làm giàu ngay, ai ngốc đi tuyên dương không sợ bị một vài thế lực bắt lấy chuyên dùng để phá giải trận pháp còn mình chỉ được chia chút xíu sao mấy ngày qua đi hoán tuyết đến bẩm báo cho lang hàn rằng có người đến bái phỏng lang hàn hỏi là ai lang hàn có dặn hoán tuyết là hắn không gặp khách nào hết nhưng thị nữ nhỏ luôn nghe lời cố ý hỏi ý kiến của hắn chứng minh người đến rất có thân phận hoán tuyết không cách nào từ chối hoán tuyết đáp hạ trưởng lão lang hàn ngạc nhiên hả hạ quan đến tìm hắn vì chuyện gì lang hàn đứng dậy biết hạ quan lại đây thì hắn phải tự mình đi nghênh. Đạo tử tuy là tông chủ tương lai nhưng bây giờ chưa lớn bằng trưởng lão. Lăng Hàn mở cửa ra, hạ trưởng lão, quả nhiên hạ quan đứng trước cửa, còn có thiếu nữ biểu tình kiêu kỳ hạ diệu âm. Hửm, cái quỷ gì đây, hạ quan cười hết sức hiền hòa nói. Ha ha, lăng đạo tử, chắc lão phu không quấy dày. Lăng Hàn cười mời hai người vào. Không có, trò chuyện một lúc, hạ quan khen lăng Hàn hết lời nào là tuổi trẻ có tài, khiến hắn nghi ngờ đối phương mô tả có đúng là hắn không hắn thật sự tốt vậy sao